vứt bỏ chàng rể ngốc, Sở Trần. Tập 52. Chính là thuật khuy thiên. Sở Trần khoanh chân ngồi yên, an tĩnh tìm hiểu thuật khuy thiên. Thuật khuy thiên, có thể theo dồi thiên đạo, tu đến cực cảnh, có thể nhìn lại quá khứ, nhìn thấu tương lai. Trong đầu Sở Trần bị chấn động do thuật theo dõi. Thời gian trôi qua từng ngày, trong nháy mắt, đã đến ngày thứ 10 Sở Trần tiến vào vùng đất tổ tiên bối thị. Bên ngoài vùng đất tổ tiên bối thị, một đạo thân ảnh đi tới đi lui, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, nhìn một vết nứt dòng nước càng ngày càng gấp gáp kia, lòng nóng như lửa đốt. Ngày thứ 10 rồi, bối thượng kiệt vừa nóng vừa giận, Sở Trần vì sao tiến vào vùng đất tổ tiên thời gian dài như vậy còn không đi ra, hắn có phải muốn độc chiếm cơ duyên bên trong vùng đất tổ tiên chúng ta hay không? 10 ngày qua, bối thượng kiệt cũng thử không ít lần tiến vào vùng đất tổ tiên, nhưng mỗi một lần đều thất bại. Sở Trần ỏ, bên trong thời gian càng dài, càng cho hắn cảm giác không tốt. Trong khoảng thời gian này, những người còn lại cũng sẽ thỉnh thoảng đến xem một hồi, sau đó rời đi. Chỉ có bối thượng kiệt, một tấc cũng không rời. Mặc kệ như thế nào, trong lòng bối thượng kiệt đã quyết định, cho dù Sở Trần là cháu ngoại của tộc trưởng, chờ sau khi hắn đi ra, nhất định phải để cho hắn giao ra cơ duyên lấy được ở trong vùng đất tổ tiên. Vào lúc hoàng hôn, vùng đất tổ tiên, bên trong thạch thất, Sở Trần khoanh chân ngồi, lòng bàn tay nâng vỏ sò này, tên là khuy thiên. Thuật khuy thiên của anh, phải cùng cái vỏ sò này kết hợp lại, mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Sở Trần dùng 10 ngày miễn cưỡng hiểu được cơ sở của thuật khuy thiên, đây quả thật là một môn bói toán, thế nhưng, lại có được năng lực nhìn thấu tương lai, đáng tiếc, Sở Trần cách cảnh giới này, còn xa xa khó vời. Trong miệng đọc ra khẩu quyết vô cùng khó hiểu, lòng bàn tay nắm vỏ sò thiên khung, hơn nữa xung quanh thân thể vẽ ra một đống hoa văn cổ xưa huyền bí. Dần dần, nhìn trong vỏ sò thiên khung, xuất hiện một bức tranh. Trong vỏ sò thiên khung, một đạo thân ảnh đi tới đi lui, thoạt nhìn rất nóng vội. Gương mặt này, đối với Sở Trần mà nói, tương đối xa lạ, nhưng, cũng có ba phần quen mắt. Một lát sau, Sở Trần nhận ra, người này, là người tộc bối thị, hắn còn mở miệng phản đối Sở Trần tiến vào vùng đất tổ tiên bối thị. Nơi này, là mảnh đất trống bên ngoài vùng đất tổ tiên. Còn người Sở Trần đột nhiên mở to vài phần, người tộc bối thị kia, lại còn chưa rời đi, tựa hồ còn chờ đến rất nóng lòng. Lúc này, hình ảnh dần dần mơ hồ, nguyên thần Sở Trần cũng truyền đến một trận cảm giác suy yếu, rất nhanh, hình ảnh bên trong vỏ sò khuy thiên hoàn toàn biến mất. Thời gian hình ảnh kéo dài, không đến nửa phút, Sở Trần đối với việc này vẫn là tương đối hài lòng, dù sao, anh mới tiếp xúc với thuật khuy thiên ngày thứ 10, liền thành công diễn giải thuật khuy thiên ra. Với năng lực hiện tại của anh, không đủ để nhìn tương lai, thế nhưng, hình ảnh vừa rồi, là hình ảnh anh nhìn thấy khoảng cách nhất định bên cạnh sự thật. Theo thuật khuy thiên xâm nhập lĩnh ngộ cùng với nguyên thần càng lúc càng cường đại, Sở Trần có thể càng nhìn càng xa, thời gian kéo dài cũng sẽ càng ngày càng dài. Sở Trần không cầu mình có thể đạt tới tầng thứ yêu nghiệt nhìn thấy tương lai, chỉ hy vọng mình có một ngày, có thể lấy ra vỏ sò khuy thiên, tùy mắt nhìn, liền có thể nhìn thấy trong phạm vi trăm dặm, bất kỳ hình ảnh nào mình muốn nhìn thấy. Đó đã là nghịch thiên tuyệt đối. Ánh mắt Sở Trần nhìn về phía một cái vỏ sò khác. Vỏ sò khuy thiên, thuật khuy thiên, anh đã cơ bản nắm giữ, nếu tiếp tục nghiên cứu, cũng không có khả năng lập tức đột phá. Sở Trần nhặt lên vỏ sò thứ hai. Vừa mới cầm lên, bên trong vỏ sò liền truyền ra tin tức, đây là tàng thiên bối, lão phu từng dùng cái giá thật lớn, mời một vị cường giả độ kiếp cảnh trở lên chế tạo, vật này có thể chữa vạn vật. Tàng thiên bối, Sở Trần quan sát một hồi, nguyên thần bao phủ tàng thiên bối, rất nhanh liền phát hiện bên trong có càn khôn. Chứa vạn vật, khóe miệng Sở Trần nhẹ nhàng giật giật, người xưa cũng khoác lác. Anh đại khái cảm nhận được một chút, bên trong tàng thiên bối có một mảnh đại khái 50 khối không gian. Bên trong cũng đặt một vài thứ. Sau khi thử vài lần, Sở Trần lợi dụng nguyên thần lấy một thứ trong tàng thiên bối lấy ra, nhìn thoáng qua, là một bộ tuyệt học công phu. Đây đại khái chính là tuyệt học võ công của vùng đất tổ tiên bối thị. Sở Trần đại khái nhìn lướt qua, tuyệt học công phu lão tiền bối bối Hồng Hy đế lại, tổng cộng có 18 bộ, mỗi một bộ đều dùng đá phiến khắc. Bao gồm công phu quyền cước, công phu đao kiếm, cùng với công phu thân pháp, còn có một môn bói toán thuật. Sở Trần liếc mắt một cái, môn bói toán thuật này đối với kỳ môn thuật giới võ giả hiện tại mà nói rất cao cấp, nhưng so với thuật khuy thiên anh vừa mới đạt được, vậy cũng không đáng nhắc tới. Sở Trần không có do dự, đều lấy những tuyệt học công phu lão tiền bối bối Hồng Hy này lưu lại.
Ngoại trừ võ thuật tuyệt học bên ngoài, Tàng Thiên Bối là tựa hồ còn giấu không ít thiên tài địa bào, đáng tiếc, đều mục nát, nguyên thần của Sở Trần vừa đụng liền tan thành mây khói. Phải đạt tới cảnh giới gì, mới có thể mở ra tàng vật không gian như vậy? Sở Trần có thể khẳng định là, tuyệt đối là vượt qua độ kiếp cảnh. Ánh mắt Sở Trần rơi vào trên vỏ sò cuối cùng. Đây là Diệt Thiên Bối. Tên lão nhân đặt cho những vỏ sò này tựa hồ cùng trời không thể qua khỏi. Đương nhiên, theo Sở Trần, chỉ có Khuy Thiên Bối mới có thể xứng đôi với tên của nó. Sở Trần đọc thấu tin tức Diệt Thiên Bối truyền ra sau đó, theo bản năng ngớ ra một chút. Trong Diệt Thiên Bối, dĩ nhiên cất giấu ba cỗ sức mạnh có thể so với độ kiếp cảnh. Chỉ cần nắm giữ phương pháp, Sở Trần có thể khống chế ba cỗ sức mạnh này. Điều này có nghĩa là, Sở Trần tay cầm Diệt Thiên Bối, có thể phát huy ra ba lần sức mạnh công kích có thể so với độ kiếp cảnh. Đồ tốt ha, ánh mắt Sở Trần phát sáng. Phải biết rằng, anh hiện tại chỉ là vừa mới bước vào cảnh giới thần biến. Giữa cảnh giới thần biến đến độ kiếp cảnh, còn cách thần thông cảnh cùng bất diệt kim thân cảnh. Nhưng hôm nay Sở Trần tay cầm Diệt Thiên Bối, có thể phát ra ba lần có thể so với công kích của cường giả độ kiếp cảnh, đối với Sở Trần mà nói. Đây là át chủ bài tương lai rất có khả năng dùng để cứu mạng. Là bảo bối, Sở Trần lập tức bỏ Diệt Thiên Bối vào bên trong Tàng Thiên Bối, đồng thời còn có Khuy Thiên Bối. Khuy Thiên, Tàng Thiên, Diệt Thiên, ba bảo vật này, chính là bảo tàng khổng lồ tổ tiên bối thị để lại. Sở Trần cắt kỹ Tàng Thiên Bối, ngẩng đầu đảo qua bốn phía, hoa ván trên vách tường đã hoàn toàn biến mất, bốn phương tám hướng đã bị nước chảy thẩm thấu bao trùm. Đột nhiên, một vết nứt xuất hiện. Tòa thạch thất này sắp sụp đổ. Sở Trần nhanh chóng nâng 18 phiến đá trên mặt đất lên, thân ảnh nhảy lên, vội vàng lướt về phía lối ra. Ầm ầm, tiếng vang lớn vang vọng khắp đảo vỏ sò. Không ít người nhao nhao nhìn về phía vùng đất tổ tiên, Sở Trần ra rồi. Một đạo thân ảnh áo đỏ vội vàng lướt đi, các nơi còn lại, từng đạo thân ảnh cũng đang nhanh chóng tập họp. Bối Thượng Kiệt cũng bị một tiếng nổ lớn như vậy hoảng sợ, chợt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trên. Hướng lối vào vùng đất tổ tiên, quả nhiên, một đạo thân ảnh lướt ra, trong tay anh, còn cầm từng khối phiến đá. Sở Trần, Bối Thượng Kiệt cơ hồ theo bản năng hét lớn một tiếng. Sở Trần rơi vào trước mặt hắn, Bối Thượng Kiệt chỉ vào Sở Trần, ngươi, bỗng nhiên, Bối Thượng Kiệt ý thức được thân phận của đối phương, cùng với thực lực khủng bố tràn ngập trên người, khí thế lập tức héo rũ, thu hồi ngón tay, thật cẩn thận hỏi, trong tay ngươi là cái gì? Sở Trần mỉm cười, đều là từ vùng đất tổ tiên bối thị tìm được một vài tuyệt học công phu, ngươi nhìn xem, đúng rồi, những tuyệt học công phu này, ta cũng không có học. Bối Thượng Kiệt theo bản năng nhìn qua ánh mắt, vội vàng thu hồi. Tuyệt học công phu cất giữ ở vùng đất tổ tiên bối thị, còn không tới phiên hắn là người đầu tiên đi xem. Thiên bối lão nhân cùng mọi người sau đó đều chạy tới. 18 bộ tuyệt học công phu, trong đó còn có một môn kỳ môn bói toán thuật. Thiên bối lão nhân lật xem những phiến đá này một chút, lúc này thần sắc phấn chấn kích động, những thứ này, đều là tuyệt học công phu của tổ tiên bối thị trong truyền thuyết, sớm đã thất truyền trong tộc bối thị, không nghĩ tới, hôm nay lại tái hiện nhân gian. Vừa dứt lời, người tộc bối thị xung quanh cũng đều kích động không thôi. Tuyệt học tổ tiên, tuyệt đối là võ học quý. Dù sao, võ giả thời cổ võ giả, thực lực thông thiên. Có đám phiến đá này, thực lực tổng thể của tộc bối thị sẽ trong thời gian ngắn, đột nhiên tăng mạnh. Thiên bối lão nhân chấn thanh nói, thậm chí, ta có lẽ có thể dùng tốc độ nhanh hơn, bước vào cảnh giới thần biến. Thiên bối lão nhân ánh mắt nhìn về phía Sở Trần, cười tủm tỉm nói, tiểu Trần, tuyệt học công phu phía trên này, là cháu tìm về, cháu có quyền lựa chọn trong đó thích hợp với cháu đến tu luyện. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đông đảo ánh mắt nhìn về phía Sở Trần. Ánh mắt Bối Thượng Kiệt cũng không khỏi hiện lên vài phần phức tạp. 10 ngày nay, hắn một mực lo lắng Sở Trần độc chiếm đại cơ duyên trong vùng đất tổ tiên bối thị, nhưng hiện tại, Sở Trần mang về nhiều tuyệt học tổ tiên bối thị thất truyền như vậy, đối với bối thị mà nói, lại là một ân tình lớn. Mình lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tộc trưởng nói đúng, Bối Thượng Kiệt vội vàng mỏ, miệng nói, Sở Trần, cậu có thể lựa chọn tuyệt học công phu thích hợp với cậu, người tộc bối thị chúng tôi sẽ không có bất luận ý kiến gì. Những người còn lại cũng nhao nhao gật đầu. Sở Trần mỉm cười, lắc đầu, không cần, tôi ở trong bể luyện hồn có cơ duyên, học được một ít tuyệt học công phu thời đại võ giả cổ, hiện tại còn chưa hoàn toàn thông suốt, nếu như lại học công phu bối thị, tôi lo lắng học quá nhiều, ngược lại không thành. Tiêu Trần nói cũng đúng,
Thiên bối lão nhân nhìn Sở Trần, cười tủm tỉm nói, 10 ngày qua, cháu cũng vất vả rồi, chúng ta trở về trước rồi nói sau. Nói thiên bối lão nhân là một tòa phòng vỏ sò thoạt nhìn có chút giống tứ hợp viện, hầu như tất cả kiến trúc trên đảo vỏ sò, đều là do vỏ sò lớn nhỏ cấu tạo ra. Sở Trần nhìn thấy Giang Khúc Phong, đúng rồi, Phong ca, bối thị 18 phiến đá tuyệt học công phu, huynh cỏ muốn hay không? Huynh cứ nói, ta sẽ lấy nó cho huynh. Giang Khúc Phong, thấy Giang Khúc Phong không lên tiếng, Sở Trần nhìn về phía Liễu Như Nhạn, Liễu tỷ tỷ, tỷ có cần không? Liễu Như Nhạn lườm anh một cái, ngươi là cháu ngoại của thiên bối lão nhân, hay là cường giả cảnh giới thần biến, trọng điểm vẫn là đám phiến đá này là ngươi tìm về, bối thị mới không có ý kiến, nếu là chúng ta, cho dù là liếc mắt nhìn phiến đá một cái, đều sẽ bị người tộc bối thị kịch liệt phản đối. Bỏ đi, ta ở trên vách tường xung quanh bể luyện hồn cũng học được một môn tuyệt học công phu thích hợp với ta, đáng tiếc, chưa kịp học toàn bộ, cũng đã biến mất không thấy đâu. Liễu Như Nhạn khẽ thở dài một tiếng, bộ trưởng pháp kia, rất thích hợp với con đường công phu của cô, uy lực cũng rất cường đại. Tên là gì? Sở Trần hỏi, Liễu Như Nhạn nhìn anh, chẳng lẽ ta nói ra tên, ngươi còn có thể giúp ta tìm về. Sở Trần nghiêm túc gật đầu, con ngươi Liễu Như Nhạn không khỏi phát sáng. Xem ra, kỳ ngộ của Sở Trần ở trong bế luyện hồn so với mắt thường bọn họ nhìn thấy còn nhiều hơn. Đó là một bộ trưởng pháp, tên là Trích Hoa Tiên Thủ. Liễu Như Nhạn vội vàng mở miệng. Sở Trần trầm ngâm một hồi, ngẩng đầu nhìn Liễu Như Nhạn, Trích Hoa Tiên Thủ tổng cộng 29 thức, tỷ học được bao nhiêu thức rồi? Liễu Như Nhạn môi đỏ mọng khẽ hô. Sở Trần lại thật sự biết Trích Hoa Tiên Thủ. Giang Khúc Phong sâu kín nhìn Sở Trần một cái. Hắn không cảm thấy kỳ quái một chút nào, bởi vì hắn bị hại nặng nề. Ta chỉ kịp ghi nhớ 7 thức trong đỏ. Đôi mắt đẹp của Liễu Như Nhạn mang theo chờ mong nhìn Sở Trần. Phần còn lại ta sẽ dạy tỷ. Sở Trần mỉm cười nói, tỷ chờ ta một chút, ta còn có chuyện phải nói với ông ngoại. Sở Trần cùng thiên bối lão nhân đi vào phòng, cùng nhau tiến vào còn có Sở Hạo Trúc. Còn ở vùng đất tổ tiên bối thị, còn có thu hoạch khác. Sở Hạo Trúc trước tiên hỏi, thiên bối lão nhân đương nhiên cũng nhìn ra. Sở Trần gật đầu, còn có 3 vỏ sò. Sở Trần lấy ra tàng thiên bối, sau đó ảo thuật từ bên trong lấy ra khuy thiên bối cùng với diệt thiên bối. Chuyện 3 vỏ sò. Sở Trần cũng không có ý định giấu giếm người thân của mình. Khi nhìn thấy sỏ, Trần lấy 2 cái vỏ sò từ bên trong một cái vỏ sò ra, trong lòng thiên bối lão nhân đột nhiên run lên, môi đột nhiên run rẩy. Cái này, chẳng lẽ là thiên bối lão nhân là tộc trưởng của tộc bối thị, ông so với các tộc nhân bối thị khác biết nhiều hơn về tổ tiên bối thị. Tàng thiên bối lão nhân rất phấn khích. Sở Trần gật đầu, còn từ bên trong vỏ sò này nhìn thấy tin tức một vị tên là bối Hồng Hy lão tiền bối để lại. Cái vỏ sò này, là khuy thiên bối. Thiên bối lão nhân nín thờ. Tàng thiên bối, khuy thiên bối, như vậy cái cuối cùng, diệt thiên bối. Ánh mắt thiên bối lão nhân nở rộ ra hào quang nóng rực vô cùng, tin tức các đời tộc trưởng truyền xuống lại là thật. Một lát sau, thiên bối lão nhân dần dần bình phục tâm tình, chợt thần sắc vô cùng nghiêm túc mở miệng nói, tiểu Trần, cháu nhanh chóng cất kỹ 3 cái vỏ sò này, đây là cơ duyên lớn thuộc về cháu. 3 cái vỏ sò này. Có tác dụng gì? Sở Hạo Trúc hỏi, Sở Trần không có dấu giếm, nói ra tác dụng của 3 cái vỏ sò này. Trong lòng Sở Hạo Trúc đột nhiên dùng mình, bối Hồng Hy, là một vị thực lực cường đại nhất trong ghi chép gia phả bối thị. Thiên bối lão nhân nghiêm mặt nhìn Sở Trần, về chuyện 3 cái vỏ sò cùng với thuật khuy thiên, cháu tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, thiên bối lão nhân nói xong, thần sắc giật mình, bỗng nhiên nở nụ cười, nhưng, trên đời này, không có ai có thực lực có thể địch lại vó cháu cũng không cần quá mức băn khoăn. Bối Hồng Hy lão tiền bối, còn để lại tin tức, nói ra chân tướng thời đại võ giả cổ biến mất. Sở Trần mở miệng, thiên bối lão nhân cùng Sở Hạo Trúc ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm Sở Trần. Mọi người đều muốn biết sự thật, mảnh đất dưới chân chúng ta dẫm lên, là vùng đất cũ bị thời đại võ giả cổ vứt bỏ. Sở Trần mở miệng, thuật lại tin tức bối Hồng Hy lão tiền bối nói cho anh. Đôi mắt thiên bối lão nhân cùng Sở Hạo Trúc thỉnh thoảng toát ra chấn động. Tần giới, Sở Hạo Trúc lẩm bẩm, đôi mắt của ông phảng phất như có 2 ngọn lửa đang thiêu đốt. Sở Hạo Trúc cũng là một võ giả thiên phú tuyệt luân, khi nhìn thấy điện đường cao hơn trong giới võ giả, ông đương nhiên phấn chấn, cùng với khát vọng. Tần Vũ, nếu tương lai có cơ hội, nhìn thấy phong thái của người này, đó cũng là một may mắn lớn trong cuộc đời. Thiên bối lão nhân cảm thán. Đây cũng coi như là một tâm nguyện của ông, nhưng,
ta phỏng chừng không có hy vọng gì, Tiểu Trần, tương lai nếu có một ngày, cháu có thể đạt tới tầng thứ kia, tìm được tần giới, tôi sẽ đích thân đưa ông ngoại đi cùng. Sở Trần cắt ngang lời thiên bối lão nhân, cười nói, ông ngoại muốn nhìn Tần Vũ, cháu liền tìm được hắn. Thiên bối lão nhân giật mình, chợt cười ha ha, được. Vô cùng vui mừng, thiên bối lão nhân rõ ràng, cơ hội như vậy cực kỳ xa vời, có thể nói cơ hồ không có khả năng, nhưng những lời này của cháu ngoại, khiến ông vui vẻ, vậy là đủ rồi. Tần giới, có lẽ, không nhất thiết phải chúng ta đi tìm. Lúc này, Sở Hạo Trúc bỗng nhiên mở miệng, hai ông cháu nhìn Sở Hạo Trúc. Sở Hạo Trúc trầm giọng nói, linh mạch trái đất mỏ, lại, linh khí tô phục, có lẽ, tần giới bên kia, sẽ có khả năng lớn biết, dù sao, nơi này tuy là đất cũ, nhưng cũng là quê hương của bọn họ. Nói không chừng, người của tần giới, rất nhanh sẽ đến. Vậy cơ hội chúng ta tiến vào tần giới càng lớn, thiên bối lão nhân mắt sáng lên, nhưng, thanh âm Sở Hạo Trúc dừng lại, nếu như, đối phương có địch ý thì sao? Đồng tử sỏ, Trần co rụt lại. Cơ hồ theo bản năng cảm giác xương sống lưng phát lạnh. Nếu có địch ý, Sở Trần không dám tưởng tượng. Một bên là trái đất phong ấn 2.000 năm linh mạch, một bên là cường giả tần giới 2.000 năm trước đã sinh ra có thể xé phá hư không. Giữa hai bên, căn bản không có khả năng so sánh. Nếu như người tần giới tới, thực lực tuyệt đối là trực tiếp nghiền ép võ giả trái đất. Điều này, không có nghi ngờ. Dù cho Sở Trần có được diệt thiên bối, ngộ nhỡ người tần giới tới, cảnh giới trực tiếp ở trên độ kiếp cảnh. Thiên bối lão nhân đương nhiên cũng hiểu được điểm yếu hại trong đó, một lát sau, hít sâu một hơi, cũng không cần quá mức sầu lo, theo lý thuyết, trái đất trung quy vẫn là quê hương của võ giả tần giới, bọn họ mặc dù cường đại hơn nữa, cũng không cách nào phủ nhận sự thật này, theo lẽ phải, võ giả tần giới đối với trái đất có tỷ lệ thiện ý càng lớn. Cha con Sở Hạo Trúc cũng gật gật đầu, vừa rồi Sở Trần suy đoán, chỉ là tình huống xấu nhất mà thôi. Thực lực mới là đạo lý cứng rắn. Ánh mắt thiên bối lão nhân cùng Sở Hạo Trúc đồng thời rơi vào trên người Sở Trần. Sở Trần hiểu được ý tứ của ông ngoại và cha, ánh mắt kiên định gật đầu. Sau khi Sở Trần rời khỏi phòng, thiên bối lão nhân cùng Sở Hạo Trúc ánh mắt nhìn nhau một cái, đôi mắt của hai người, đồng thời xẹt qua một tia lo lắng. Khi biết tần giới tồn tại, trong đầu hai người đều đồng thời nghĩ đến một kiếp của Sở Trần 25 tuổi. Vốn tưởng rằng Sở Trần đã đương thời vô địch. Với thực lực thiên phú của Sở Trần, người phía sau muốn đuổi theo cũng không dễ dàng, nhưng, nếu như là nguy hiểm đến từ tần giới thì sao? Chỉ mong, có bao bảo vật trong tay Tiểu Trần, có thể gặp giữ hóa lành. Thiên bối lão nhân trầm giọng mở miệng, nhất là khuy thiên bối, chỉ cần Tiểu Trần tìm hiểu thấu đáo thuật khuy thiên, cho dù có nguy hiểm tập kích, nó cũng có thể dễ dàng phán đoán ra vị trí của kẻ địch, đưa ra lựa chọn an toàn nhất. Liễu Như Nhạn ở cách đó không xa chờ Sở Trần. Liễu tỷ tỷ, đi thôi. Sở Trần chủ động mở miệng, hai người đi tới một chỗ cao của đảo Vỏ Sò, đứng ở vị trí này có thể nhìn ra vùng biển rất xa. Sở Trần hai tay chắp sau lưng, chăm chú nhìn xa xa. Chuyến đi vùng biển lần này, đối với thế giới quan của anh mà nói, có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tần giới tồn tại, đối với anh mà thôi, trùng kích quá lớn. Trên đường tới, Sở Trần cũng nói đại khái tình huống cho Liễu Như Nhạn. Liễu tỷ tỷ, con đường võ giả sau này, chúng ta có lẽ còn gặp phải các loại phiền toái, nhưng mà, có một điều tỷ phải đáp ứng ta. Sở Trần nhìn Liễu Như Nhạn, gằn từng chữ nói, trận pháp kia, tuyệt đối không thể dùng được nữa. Thời gian tới, sẽ không còn may mắn như vậy nữa. Được, Liễu Như Nhạn dịu dàng đáp lại. Sở Trần liếc cô một cái. Liễu tỷ tỷ trả lời quá dứt khoát, ngược lại khiến Sở Trần không tin tưởng. Nhưng, lúc này, Sở Trần cũng không thể nói cái gì nữa. Thời gian kế tiếp, Sở Trần truyền thụ cho Liễu Như Nhạn 22 thức sau của Trích Hoa Tiên Thủ. Tuyệt học công phu trên vách tường đại điện, Sở Trần tuy rằng không có toàn bộ đều học, nhưng mỗi một loại công phu, đều tựa hồ trực tiếp khắc sâu trong đầu anh. Hai canh giờ trôi qua, Liễu Như Nhạn học được 22 thức sau của Trích Hoa Tiên Thủ, hưng phấn, đồng thời con ngươi lại mang theo vài phần nghi hoặc nhìn Sở Trần. Sở Trần rõ ràng vẫn ở bể luyện hồn, thời gian ở bên ngoài không nhiều lắm. Hắn làm sao trong thời gian ngắn như vậy, nhớ kỹ Trích Hoa Tiên Thủ, phải biết rằng, Liễu Như Nhạn đối với thiên phú tu luyện của mình cũng cực kỳ tự tin, hơn nữa, cô không tin Sở Trần sẽ ở trong nhiều tuyệt học như vậy, lựa chọn một môn cán bản không tính là thích hợp với hắn. Sở Trần nhìn ra nghi hoặc của Liễu Như Nhạn, híp mắt mở miệng nói, nếu như nói ta, tất cả tuyệt học công phu trên vách tường đại điện,
hiện tại đều ở trong đầu ta, Liễu tỷ tỷ tin không? Liễu Như Nhạn ngây người. Một lúc lâu sau, phục hồi tinh thần lại, khó trách ngươi coi thường 18 môn công phu của tộc Bối thị. Tuyệt học thời đại võ giả cổ trên vách tường đại điện không hề thua kém Bối thị chút nào. Bóng đêm đã dần dần sâu, ngẩng đầu là tràng sáng, ánh trắng chiếu rọi trên đảo vỏ sò vào ban đêm lóe ra ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc. Sở Trần cùng Liễu Như Nhạn sóng vai ngồi trên một tảng đá, trước mắt là một vầng trắng sáng. Gió biển thổi qua, mang lại một chút mát mẻ. Liễu tỷ tỷ, tỷ không phải nói, nếu chúng ta lần này ra biển, có thể thuận lợi trở về, tỷ phải dẫn ta cùng nhau hành động sao? Hành động Sở Trần nói đến, đương nhiên là lấy thân phận đạo tặc Hỏa Yến. Sở Trần cũng muốn hưởng thụ cảm giác làm đạo tặc quốc tế một chút. Liễu Như Nhạn nhìn thoáng qua Sở Trần. Với thực lực hiện tại của Sở Trần, trên đời này bất kỳ một chỗ nào, anh đều có thể trực tiếp nghiền ép, lại còn muốn trộm cắp, ngươi biết Phong Lang cư tư chứ? Liễu Như Nhạn chậm rãi nói, không lâu trước, có tin tức truyền ra, núi Lang cư tư khai quật một nhóm văn vật, có liên quan đến năm đó Hoắc đại tướng quân lên Lang cư tư lập đàn đàn tế thiên, văn vật khai quật khiến cho toàn thế giới chú ý, thế nhưng, cuối cùng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhóm văn vật kia bị trộm rồi. Ai động đến nhóm cổ vật kia? Sở Trần tầm mắt híp lại, đối với Trung Quốc mà nói, không thể nghi ngờ là hành vi khiêu khích trần trụi. Đạo tặc Hỏa Yến, Liễu Như Nhạn trả lời. Sở Trần giật mình, nhìn Liễu Như Nhạn. Liễu Như Nhạn nhún vai nói, tại hiện trường nơi nhóm cổ vật bị trộm cắp, quả thật phát hiện ký hiệu Hỏa Yến của ta. Sở Trần hiểu ý của Liễu Như Nhạn, có người mượn danh nghĩa của cô, trộm di vật vàn hỏa trên núi Lang Cư Tư. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Với tính cách Liễu Như Nhạn, nếu như không phải vừa vặn gặp phải muốn ra biển, cô đã sớm đi xử lý chuyện này rồi. Có manh mối gì không? Sở Trần hỏi, Liễu Như Nhạn lắc đầu, đồ đạc là mất ở núi Lang Cư Du Sơn, nếu muốn tìm manh mối, chỉ có thể đến núi Lang Cư Tư một chuyến. Được, ta đi cùng tỷ. Sở Trần không chút do dự, đây là chuyện anh đáp ứng Liễu tỷ tỷ. Liễu Như Nhạn không nói gì nữa, khuôn mặt toát ra nụ cười dịu dàng như nước. Gió biển ập đến, hương thơm xông vào mũi. Sở Trần ngửi thấy mùi hoa, nhịn không được liên tục hít sâu vài cái. Hoa ở đâu a? Cả đêm đều ngửi thấy, càng ngày càng thơm. Ánh mắt Sở Trần nhìn xung quanh, thần sắc toát ra say mê, đây là hương hoa mê người nhất ta từng ngửi qua, Liễu tỷ tỷ, tỷ ngửi thấy không? Khuôn mặt Liễu Như Nhạn nổi lên hai đám mây đỏ, nào có mùi hoa gì? Thực sự có, Sở Trần đứng lên, nhìn chàm chú xung quanh, nói không chừng là linh khí tô phục sau đó xuất hiện giống hoa mới. Ta nguyện phong hoa này làm hoa trung tiên tử. Liễu Như Nhạn khẽ nói một tiếng. Ánh mắt Sở Trần nhìn quanh một vòng, liên tục hít vào vài cái, ngơ ngác nhìn hoa tiên tử trước mắt, không đúng, là Liễu tỷ tỷ. Hương hoa mê người này, ị ải là từ trên người Liễu Như Nhạn truyền ra. Sở Trần nghĩ đến lời nói vừa rồi của mình, tựa hồ có hiểm nghi đùa giỡn Liễu tỷ tỷ, thần sắc có chút xấu hổ. Một lúc lâu sau, Sở Trần ho một tiếng, nghiêm mặt nói, ta liền nói. Liễu tỷ tỷ là hoa trung tiên tử, không sai. Liễu Như Nhạn trắng liếc anh một cái, xoay người lướt đi. Thân ảnh Liễu Như Nhạn trong nháy mắt biến mất không thấy, trong không khí còn tản ra mùi hoa nhàn nhạt nói. Thật lâu không tan, Sở Trần phục hồi tinh thần lại, khẽ lắc đầu mình một chút, làm tâm tư của mình mau chóng khôi phục bình tĩnh, ánh mắt nhìn thoáng qua phương hướng thân ảnh Liễu Như Nhạn biến mất. Vẫn là hảo hảo tu luyện đi. Sở Trần khoanh chân mà ngồi, trong tay lấy ra khuy thiên bối. Lần nữa tìm hiểu thuật khuy thiên. Lần đầu tiên thời điểm thi triển thuật khuy thiên, Sở Trần rõ ràng cảm nhận được nguyên thần tiêu hao, anh kết luận một điểm, thi triển thuật khuy thiên, cùng nguyên thần cường độ có quan hệ trực tiếp, đáng tiếc, không có bể luyện hồn. Sở Trần thầm than, ở trong bể luyện hồn, linh hồn của anh một đường tiến giá, cuối cùng thăng cấp đến cấp độ nguyên thần, loại trình độ này tăng vọt, có thể gặp không thể cầu. Trên đời này, có tồn tại công pháp nào đó chuyên môn tu luyện nguyên thần hay không? Trong đầu Sở Trần toát ra một suy nghĩ này trong đầu. Anh chưa từng thấy qua, nhưng Sở Trần tin tưởng vững chắc, lấy tầm quan trọng của nguyên thần, có công pháp nhằm vào nguyên thần tu luyện, không có gì ngạc nhiên. Một canh giờ trôi qua, trong một căn phòng trên đảo vỏ sò, vẻ ửng hồng của khuôn mặt Liễu Như Nhạn đã phai nhạt, khuôn mặt tuyệt mỹ, lông mày cong cong, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía trước, một cái thùng gỗ thật lớn. Mặt trên đầy nước, trên mặt nước rải đầy cánh hoa. Da như ngọc, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mặt nước, thử nhiệt độ. Từ khi ra biển tới nay,
Liễu Như Nhạn đã lâu không thử dùng cánh hoa tắm. Đêm nay sau khi trở về từ trên núi, giống như ma xui quỷ khiến, Liễu Như Nhạn hái không ít cánh hoa, bỏ vào thùng gỗ chứa đầy nước. Trên mặt nước có sương mù nhàn nhạt bốc lên, Liễu Như Nhạn đứng lên, váy đỏ lặng lẽ trượt trên mặt đất. Chân ngọc thon dài nhẹ nhàng nâng lên, sau đó chìm vào trong nước, trên đỉnh đồi. Sở Trần từ từ mở mắt ra, tay nắm khuy thiên bối, không biết Liễu tỷ tỷ đang làm gì. Sở Trần tìm đúng phương hướng, thi triển thuật khuy thiên. Khoảng cách này so với hôm nay theo dõi cảnh ngoài vùng đất tổ tiên xa hơn rất nhiều. Trong sương mù, rất nhanh đã xuất hiện hình ảnh, tại sao lại là một cái thùng gỗ. Sở Trần giật mình, ánh mắt nhìn chăm chú. Trong thùng gỗ rắc đầy cánh hoa, một thân bóng người da trắng tuyết đứng lên. Sở Trần bảo đảm, đó chỉ là một bóng lưng, sau đó hình ảnh rất nhanh mơ hồ, biến mất không thấy, chưa đến 10 giây. Thời gian không bằng thời điểm lần đầu tiên thi triển thuật khuy thiên, nhưng khoảng cách là hơn 10 lần so với lần đầu tiên thi triển thuật khuy thiên. Về phần hình ảnh nhìn thấy, vậy cũng rất khác. Phi lễ chớ nhìn, Sở Trần thu hồi khuy thiên bối lại, thần sắc có chút mất tự nhiên, trong đầu, bóng lưng thánh khiết không rảnh kia, không xua đi được. Nhanh chóng rời khỏi đỉnh núi, trở về phòng của mình. Một đêm không dấu vết, mặt trời mọc đằng đông, Sở Trần đẩy cửa phòng ra, đối diện, cửa phòng Liễu Như Nhạn cũng vừa vặn đẩy ra. Hôm nay Liễu Như Nhạn một thân áo trắng hiên ngang, tóc dài buộc lên, rất có vài phần phong độ nữ hiệp, nhưng trên hàng lông mày toát ra sóng nước, không che giấu được khí chất nhu tình như nước kia. Đây là trang phục luyện công phục của cô, sáng sớm đang muốn đi ra ngoài luyện trường, không nghĩ tới vừa vặn gặp phải Sở Trần. Chào, Liễu Như Nhạn cảm giác ánh mắt Sở Trần có chút kỳ lạ. Sở Trần cũng vội vàng bình phục hình ảnh không nên xuất hiện trong đầu, gật gật đầu, Liễu tỷ tỷ chào a. Ta đang muốn cùng mấy sư phụ hội hợp. Thực lực hiện tại của Sở Trần đã hơn xa 9 vị sư phụ của anh, nhưng trong lòng Sở Trần, sư phụ mãi mãi là sư phụ, anh đạt được một thân kỳ ngộ, cũng sẽ thích hợp truyền thụ cho 9 vị sư tôn. Đây cũng là nguyên nhân Sở Trần không vội vàng rời khỏi đảo Vỏ Sò. Đảo Vỏ Sò linh khí dồi dào, mặc dù hiện giờ linh khí toàn cầu tô phục, nhưng không thể nghi ngờ chính là, linh khí sung túc trình độ có thể vượt qua đảo Vỏ Sò, tuyệt đối không nhiều lắm. Sở Trần muốn truyền thụ tuyệt học công phu thời đại võ giả cổ cho 9 vị sư phụ, để 9 vị sư phụ tạm thời ở lại đảo Vỏ Sò, anh cùng Liễu tỷ tỷ trở về trước một bước. Hậu đài Thiên Võng Điện, tin tức hai ngày nay cũng một mực làm mới. Nhiều nơi trên thế giới đã xuất hiện những điều bất thường, một số là may mắn, một số là thảm họa. Nhất là chim lạ từng xuất hiện ở Ấn Quốc, sau đó liên tục xuất hiện, hơn nữa thành đàn kết đội, ở Ấn Quốc đã nhấc lên một trận tai ương chim. Hậu đài Thiên Võng Điện có một tin tức đặc biệt đánh dấu, khiến các thành viên Thiên Võng Điện phụ trách biên phòng tùy thời đề cao cảnh giác. Theo tin tức truyền ra, Ấn Quốc lên kế hoạch một hành động xua đuổi chim lạ, muốn đuổi chim lạ ra khỏi biên giới Ấn Quốc, điều đó có nghĩa là, tai họa chim lạ rất có thể sẽ tiếp cận biên giới Trung Quốc. Cái này quá không tốt. Sở Trần thấy tin tức này, nhíu mày, cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao, theo Sở Trần, một đám chim lớn, không nhấc nổi sóng gió quá lớn. Quân tỷ tỷ, ta nơi này có một bộ cổ âm thuật, quả thực rất thích hợp với tỷ. Sở Trần sau khi buông điện thoại xuống, bắt đầu truyền thụ tuyệt học công phu thời đại võ giả cổ của các sư phụ. Nam Cung Quân nhìn Sở Trần, trong con ngươi lộ ra vẻ vui vẻ, Trần Trần, hiện tại đến phiên ngươi bảo vệ chúng ta rồi. Nam Cung Quân học môn cổ âm thuật này, cũng rất nghiêm túc. Sở Trần trước khi truyền thụ tuyệt học thời đại võ giả cổ cho bọn họ, cũng đã thông báo cho bọn họ về sự tồn tại của tần giới. Điều này đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ cũng là tin tức cực kỳ chấn động. Chúng ta đều là ếch ngồi đáy giếng, cho rằng khí tức cảnh chính là võ giả đỉnh phong, hiện tại xem ra, thật sự làm cho cười cho thiên hạ. Đúng rồi, Trần Trần, người như thế nào trong lúc bất chợt thực lực một đường tăng vọt, đột phá đến khí tức cảnh? Lúc Ninh Lão Tiên vừa luyện công, tò mò hỏi. Sở Trần giật mình, thiên cơ huyền trận, sau khi linh khí tô phục, động tiên tùy ý có thể thấy được. Sở Trần không có cùng 9 vị sư phụ nhắc tới thiên cơ huyền trận mình tìm hiểu từ trên thiên cơ huyền đồ. Sở Trần không có lập tức trả lời Ninh Lão Tiên, mà là bố trí thiên cơ huyền trận tại chỗ. Sở Trần sau khi đột phá đến cảnh Dội Tu Thần Biến, lần thứ hai bố trí thiên cơ huyền trận tốc độ nhanh hơn gấp đôi, không tới thời gian nửa canh giờ, cũng đã hoàn thành bố trí thiên cơ huyền trận. Ta phần lớn đều phụ thuộc vào nó. Sở Trần mở miệng, về phần đạo môn nhiếp sinh công, song tu công pháp. Có chút xấu hổ mỏ, miệng,
Sở Trần không có nói ra. Đây là trận pháp gì? Thiên Tiêu Tôn giả là người đầu tiên tiến vào, trong phút chốc, cảm giác linh khí xung quanh điên cuồng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể hắn. Thiên Tiêu Tôn giả trực tiếp ngây người. Đây là trận pháp tụ tập linh khí. Các sư phụ còn lại cũng đi vào cảm thụ qua, thần sắc nhao nhao khiếp sợ. Trần Trần, người từ đâu học được môn trận pháp này? Nam Cung Quân kinh ngạc nói, trước khi linh khí tô phục, môn trận pháp này, phỏng chừng có thể sáng tạo ra một động tiên đi. Quân tỷ tỷ, tự tin một chút, đem gần như loại bỏ đi. Sở Trần mỉm cười, nói ra một cách ngắn gọn chuyện của Thiên Cơ Huyền Đồ. Các mạch chủ Cửu Huyền hai mắt nhìn nhau, phái Thiên Cơ Huyền Đồ. Đối với bọn họ cũng không xa lạ gì, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, phái Thiên Cơ nghiên cứu mấy đời Thiên Cơ Huyền Đồ, cuối cùng lại rơi vào tay Sở Trần. Ta vốn tưởng rằng Thiên Cơ Huyền Trận sau khi linh khí tô phục hồi đã không còn tác dụng, không nghĩ tới, nó lại có thể tụ tập càng nhiều linh khí. Sở Trần trầm giọng mỏ, miệng, ta hiện tại dạy phương pháp bố trí Thiên Cơ Huyền Trận cho các sư phụ. Ninh Lão Tiên có chút đỏ mắt, hắn là mạch chủ Cửu Huyền ở giữa, người tiếp xúc trận pháp ít nhất. Những ngày sau này, hắn chỉ có thể khắp nơi cọ Thiên Cơ Huyền Trận. Lại là ba ngày trôi qua, sáng sớm hôm đó, Sở Trần đi tới chỗ ở của ông ngoại thiên bối lão nhân. Anh muốn cáo biệt trở về, lên đường trở về. Thuyền lớn xuyên qua từng tầng lại một tầng sương mù, ánh mặt trời chiếu xuống, ở nước biển phát ra âm thanh trầm thấp, từng tầng quay cuồng, khiến người ta tim đập thình thịch. Sở Trần đứng ở chỗ cao của thuyền, nhìn đảo vỏ sò dần dần đi xa, giờ phút này chỉ có thể nhìn thấy một đường nét. Anh không nghe thấy tiếng hò hét của Giang Khúc Phong. Hương hoa tươi mát đến gần, Sở Trần biết là Liễu tỷ tỷ tới. Nỗi nhớ nhà lại tựa như mùi tên A. Liễu Như Nhạn mỉm cười. Khuôn mặt tuấn lãng của Sở Trần cũng toát ra nụ cười nhẹ nhàng ôn hòa, hai tròng mắt sáng ngời xuất sắc như sao. Sở Trần giờ phút này tâm tình quả thật rất thoải mái, mục đích anh ra biển, chính là cứu cha mẹ cùng chín vị sư phụ. Hôm nay, cha mẹ bình an, chín vị sư phụ ở lại đảo vỏ sò tu luyện, còn có Thiên Bảo Sư Thúc, đám người Phong Ca, cũng đều lựa chọn ở lại đảo vỏ sò. Mục tiêu chuyến đi này của anh hoàn toàn đạt được, còn đột phá đến cảnh giới thần biến. Lúc này Sở Trần sớm đặt một kiếp 28 tuổi mà ông ngoại dặn dò ở sâu trong nội tâm. Là họa thì tránh không khỏi, nhớ cũng vô ích. Anh nằm trên bong tàu để tắm nắng, gió biển thổi, nhìn lên bầu trời vô tận, với một cái nhìn thoải mái. Bên cạnh còn có mỹ nhân làm bạn. Sở Trần đột nhiên hiểu được, vì sao các phú hào đều thích dẫn mỹ nữ ra biển du ngoạn, hoàng hôn. Hoàng hôn rơi xuống mực nước biển, như những ngôi sao rải rác, đẹp. Thuyền lớn đã xa võ giả ở vùng biển, đi về phía cảng Minh Châu. Cô Đào lại đi làm nhiệm vụ ở vùng biển rồi. Sở Trần lập tức ngồi dậy, thần sắc nghiêm túc, chuẩn xác mà nói, nhiệm vụ của cô Đào là phải lẻn vào Ân Quốc, điều tra chuyện án quốc xua đuổi bầy chim lạ đến gần biên giới Trung Quốc. Không thể ngờ gì nữa, nhiệm vụ rất khó khăn và nguy hiểm. Làm sao có thể để cô Đào đi chấp hành loại nhiệm vụ nguy hiểm này? Sở Trần nhịn không được gọi điện thoại cho nhị thúc Sở Khai Bình, theo anh thấy, năng lực điều tra của cô Đào rất mạnh không sai, nhưng đến nơi đất khách quê người, cần sức mạnh tự bảo vệ nhất định. Sau khi Sở Khai Bình nhận điện thoại, Sở Trần lập tức nói ra nghi vấn của mình. Đầu dây bên kia, Sở Khai Bình trầm mặc một hồi, thở dài một tiếng, Tiểu Trần, ta trong khoảng thời gian này, ngay cả cần câu cũng không chạm qua. Đồng tử Sở Trần hơi ngưng động, nghe hiểu ý tứ của Sở Khai Bình, người yêu câu cá kỳ cựu như hắn, ham câu như mạng, nhưng hắn ngay cả cần câu cũng đoạn thời gian không chạm vào, điều này có nghĩa là, ảnh hưởng của linh khí toàn cầu tô phục, so với tưởng tượng của anh còn lớn hơn. Cục đặc chiến, không có nhiệm vụ nào không nguy hiểm. Sở Khai Bình chậm rãi mở miệng nói, khoảng thời gian này là thời điểm bận rộn nhất của toàn bộ cục đặc chiến, cơ hồ mỗi một thành viên cục đặc chiến, đều gánh vác trọng trách. Tiểu Trần, nếu ngươi đã đi ra, cũng lo lắng cho an nguy của Giang Ánh Đào, vậy không bằng, ngươi cũng đi một chuyến, sự kiện chim lạ, ta cảm giác sau lưng, có lẽ có nguyên nhân khác. Đi án quốc, Sở Trần giật mình, anh theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Như Nhạn. Anh đáp ứng Liễu tỷ tỷ, muốn cùng cô đi núi Lang Cư Tư một chuyến. Kế hoạch ban đầu của Sở Trần là, trước tiên về nhà một chuyến, cùng bà xã, thuận tiện luyện đạo môn nhiếp sinh công. Sau đó lại khởi hành đi núi Lang Cư Tư. Nhưng nghe ngữ khí của nhị thúc, sự kiện chim lạ, rất có khả năng cất giấu biến số thật lớn. Sự an nguy của cô Đào, anh cũng không thể để ý.
Núi Lang Cư Tư, nhất thời không vội. Lúc Sở Trần gọi điện thoại cũng không tránh né Liễu Như Nhạn. Sau khi anh cúp điện thoại, Liễu Như Nhạn mở miệng nói, dù sao cũng đã qua thời gian dài như vậy. Hơn nữa, linh khí toàn cầu tô phục, tình hình Bách Hoa Cung không biết thế nào. Ta cũng muốn trở về một chuyến, xem Mạn Mạn vị thánh nữ mới nhậm chức này có thể nắm chắc cục diện hay không. Sở Trần gật đầu, vậy sau khi về nhà, trước tiên đi Án Quốc một chuyến, sau đó cùng Liễu Tỷ Tỷ đi núi Lang Cư Tư. Nhị Thúc ở trong điện thoại nói, cô Đào sẽ không lập tức tiến vào Án Quốc, 2-3 ngày gần đây, sẽ ở gần biên giới điều tra tình huống, trước khi rời khỏi biên giới, an toàn của Giang Ánh Đào sẽ có bảo đảm cực lớn. Đi cùng cô Đào, là Tư Đồ Tĩnh, cùng với Tiêu Phong đột kích tổ chín cùng một đội viên khác. Tổng cộng có 4 người, 2 người phụ trách bảo vệ vũ lực, 2 người phụ trách điều tra tình huống. Đây cũng là cấu hình cơ bản để thực hiện nhiệm vụ của cục đặc chiến hiện nay. Đáng tiếc, Phong Ca không muốn đi ra, nếu không, với thực lực hiện tại của Phong Ca, hoàn toàn có thể trấn trụ được sự kiện chim lạ. Sở Trần theo bản năng thở dài một tiếng, anh không biết chính là, sau khi thuyền lớn của anh rời đi, Giang Khúc Phong ở bờ biển tìm được một chiếc thuyền nhỏ, cũng dương buồm khởi hành, đuổi theo, nhưng bỏ y vì đi nhanh, Giang Khúc Phong bỏ điện thoại ở đảo Vỏ Sò. Khi Giang Khúc Phong nhớ tới lúc mình luyện công đặt điện thoại sang một bên, muốn quay đầu trở về lấy, vừa xoay người, đã không nhìn thấy đảo Vỏ Sò nữa. Sắc mặt Giang Khúc Phong nhất thời trầm xuống, xong rồi. Biển rộng lớn, làm thế nào để quay lại? Giang Khúc Phong chỉ có thể kiên trì tiếp tục tiến về phía trước. Giang Khúc Phong phiêu lưu ký trên biển từ đó bắt đầu, tốc độ của con tàu lớn đột nhiên chậm lại. Sở Trần cùng Liễu Như Nhạn đều rõ ràng nhận ra, dần dần, thuyền lớn dừng lại tại chỗ. Thuyền trưởng đi tới, thần sắc nghiêm trọng, sở đội, vùng biển phía trước tựa hồ có chút tình huống. Sở Trần nhìn qua, mực nước biển lúc hoàng hôn, đẹp không giống ở nhân gian. Không phải là có cướp biển chứ? Sở Trần trêu chọc nỏ, nụ cười. Lấy thực lực hiện tại của anh, trước mắt mà nói, quả thật không lo lắng phía trước sẽ có nguy hiểm gì. Tôi vừa phát hiện rất nhiều cá mập, bơi về phía trước, đồng thời, cho tôi cảm giác, không giống như cá mập bình thường. Thuyền trưởng trầm giọng nói, không giống cá mập bình thường. Sở Trần cùng Liễu Như Nhạn liếc nhau một cái. Bọn họ vừa mới nói đến sự kiện chim lạ ở Án Quốc. Ông ngoại thiên bối lão nhân cũng đã sớm nói, linh khí toàn cầu tô phục, người được lợi tuyệt đối không chỉ giới hạn ở nhân loại, mà là tất cả các loài trên trái đất. Đàn chim biến đổi, sinh vật biển, cũng vậy. Huống hồ, thực lực tổng thể của giới võ giả vùng biển vốn ở trên lục địa, cũng có nghĩa là linh khí trên biển so với đất liền càng nhiều, sinh vật biển biến dị cũng có thể nhiều hơn. Nói như vậy, có thể là một đám cá mập biến dị. Sở Trần tò mò, khoát tay áo, không cần dừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Thuyền trưởng lập tức gật đầu, hắn có trách nhiệm báo cáo tình huống cho Sở Trần quyết định thế nào, hắn đều sẽ làm theo. Sở Trần và Liễu Như Nhạn sóng vai đứng ở mũi thuyền, nhìn ra xa. Bầy cá mập biến dị, có thể là có mục tiêu tấn công. Liễu Như Nhạn nói, vùng biển mà chúng ta đang ở hiện tại, là một tuyến đường biển, bình thường sẽ có một vài thuyền đi ngang qua. Con tàu lớn đi về phía trước, rất nhanh, một chấm đen xuất hiện trên mực nước biển xa xôi. Có một chiếc thuyền ở đằng kia. Sở Trần nhìn ra, một lúc lâu sau, cảm thán một tiếng, hay, ít nhất hơn chạm con cá mập biến dị vây quanh con thuyền kia. Sở Trần không chần chờ, chỉ thị cho thuyền trưởng, tới gần con tàu kia, so với vùng biển mênh mông, tiếng thét chói tai trên tàu du lịch, có vẻ vô cùng nhỏ bé, thậm chí còn chưa truyền ra ngoài đã bị thanh âm sóng biển bốn phương tám hướng bao phủ. Chiếc thuyền này gặp phải va chạm, thân tàu chấn động, mỗi một lần va chạm, đều kèm theo từng tiếng thét chói tai. Khách du lịch trên tàu có gần trăm người, giờ phút này đều tập trung ở tầng trên cùng của tàu, mọi người đủ loại sắc thái. Giờ này khắc này, cơ hồ tất cả mọi người lâm vào khủng hoảng thật lớn. Trong đám người, số lượng lớn nhất là một nhóm sinh viên trẻ, họ cũng đến từ các quốc gia khác nhau, là một nhóm du học sinh. Không ai nghĩ rằng, tàu du lịch lại gặp phải sự tấn công của bầy cá mập trên biển, hơn nữa, sự vây công của đàn cá mập như vậy, trong thế giới quan của bọn họ, chưa từng thấy qua. Một khắc trước, bọn họ còn đang cảm thán sóng to gió lớn của biển rộng, lúc này, một tầng bỏng tối bao phủ hàng trăm người trên thuyền. Thuyền trường đang tổ chức các thủy thủ, trấn an cảm xúc của du khách, tìm cách xua đuổi đàn cá mập. Thỉnh thoảng có tiếng súng vang lên, thế nhưng, bọn họ rất nhanh kinh hãi phát hiện, đàn cá mập này, không chỉ được huấn luyện bài bản đánh thẳng vào cùng một vị trí trên thân thuyền,
thân thể chúng còn cứng rắn như sắt thép, khi viên đạn rơi vào trên người chúng, đại đa số đều không có bất kỳ tác dụng gì, chỉ có thể làm cho chúng càng thêm phát cuồng công kích thuyền. Thuyền trưởng là một người châu Âu, khoảng 50 tuổi, là một người đi biển đã trải qua sóng gió, nhưng mà, bức tranh trước mắt này, cho dù là người có kinh nghiệm đến đâu cũng khó tránh khỏi sinh ra tuyệt vọng. Ầm ầm, bầy cá mập đang điên cuồng đâm vào con tàu. Báo cáo thuyền trưởng, các loại biện pháp đều đã thử qua, không có cách nào xua đuổi bầy cá mập, ngược lại, ngày càng có nhiều cá mập bao quanh. Trong một mảnh tiếng thét chói tai thảm thiết, một thủy thủ đi tới, thanh âm lo lắng, thần sắc lại càng vô cùng lo âu, còn nữa, bầy cá mập này thật sự rất kỳ quái, chúng tựa hồ có người chỉ huy giống nhau, phân chia đi lên, va chạm vào thân thuyền, mỗi một lần va chạm vị trí đều giống nhau, cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, vị trí bị đụng sẽ bị phá vỡ, đến lúc đó, sắc mặt thủy thủ tái nhợt thuyền, sẽ chìm. Vừa dứt lời, sắc mặt du khách xung quanh càng thay đổi. Thuyền trưởng Smith, mau tìm cách đi, những con cá mập chết tiệt này, nếu con tàu bị chìm, chúng ta chắc chắn sẽ là thức ăn của chúng. Tôi đã báo cảnh sát, nhưng, giọng nói mang theo bật khóc. Vùng này thuộc về vùng biển tự do, lùi một bước, cho dù có lực lượng quốc gia nguyện ý đến trợ giúp, nhưng căn bản không kịp. Các cuộc tấn công của bầy cá mập ngày càng trỏ, nên hung dữ. Thậm chí, bỗng nhiên có cá mập xông lên, suýt nữa muốn nhảy lên thuyền, khiến cho từng trận kêu thảm thiết. Thuyền trưởng Smith, không phải chú nói với chúng cháu, đây là một chuyến đi tuyệt vời sao? Trong du học sinh, một cô gái trẻ tóc vàng nước mắt đều sắp chảy ra, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt vô cùng. Hai chân không tự chủ được mà run rẩy, cô nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, cô vốn đang vui vẻ câu cá, không biết, bỗng nhiên, cần câu trầm xuống, vốn tưởng rằng là cá mắc câu, lại không nghĩ tới, lập tức ở trên mặt nước hiện ra một con cá mập khổng lồ, chuyển đi này, hiện tại có vẻ giống như một cuộc phiêu lưu. Bên cạnh, cô gái tóc ngắn màu đen và làn da vàng, nhìn qua cực kỳ gọn gàng chỉnh tề, mặc áo thun trắng, trong tay cô ấy còn cầm một ái cần câu. Cô ấy và cô gái tóc vàng vốn đang câu cá cùng nhau, sau khi biến cố xảy ra, cô vẫn tay cầm cần câu, theo cô thấy, trên tay có thứ gì đó, sẽ càng có cảm giác an toàn hơn. Lilia, đợi lát nữa bất luận xảy ra tình huống gì, cậu đều phải theo sát bên cạnh tớ. Cô gái tóc vàng Lilia vội vàng gật đầu, hai tay nắm chặt tay cô gái tóc ngắn, cô đột nhiên nhớ tới, người bạn tốt của mình đến từ Trung Quốc, còn hiểu được võ công Trung Quốc. Nhưng, Hà Vũ... Công phu Trung Quốc có thể đuổi cá mập đi không? Vẻ mặt Lilia vô cùng bối rối. Hà Vũ giật mình, cô là đệ tử một môn phái nhỏ không có danh tiếng trong giới võ giả, tuy rằng hiểu được mấy bộ công phu quyền cước, đối phó với ba nám cái bình thường hô to không có vấn đề gì. Thế nhưng, khi nhìn thấy bầy cá mập này, Hà Vũ cũng cảm giác được một trận da đầu tê dại, đám bá chủ hải dương này, quá mức đáng sợ. Nhưng, trong miệng Hà Vũ vẫn an ủi Lilia, mở miệng nói, công phu Trung Quốc. Đương nhiên có thể đuổi cá mập đi. Công lực của tớ còn nông, không có cách nào làm được, nhưng mặc kệ xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không thể buông tha hy vọng, chúng ta phải sống sót, đến lúc đó, tớ dẫn cậu đi mở mang kiến thức một chút, công phu Trung Quốc thật sự. Lilia gật đầu, lúc này, bên cạnh truyền đến một trận thanh âm cười nhạo, nói dối lớn như vậy chẳng lẽ không đỏ mặt sao? Tôi vừa lên mạng điều tra qua, bầy cá mập này, rất có thể giống như sự kiện chim lạ xảy ra ở Ấn Quốc, là một đám loài biến dị, chúng đau thương bất nhập, cậu nói cho tôi biết, công phu Trung Quốc có thể đối phó chúng. Hà Vũ nhìn thoáng qua người này, không để ý tới. Có rất nhiều bạn cùng lớp trên tàu du lịch, lúc này, lại một vòng va chạm tới, thuyền phát ra một tiếng lại một tiếng thật lớn. Tất cả mọi người đều lo lắng, có người đang quỳ xuống đất, kêu gọi Thượng Đế ban phước. Có người ôm nhau, ở dưới tuyệt cảnh. Cho người xung quanh sức mạnh. Có người khóc đến nỗi mặt đẫm nước mắt. Dưới bóng tối của cái chết, tất cả đều hiển thị tất cả các loại hình nhân gian. Hà Vũ cầm cần câu đi tới bên cạnh lan can, nhìn cảnh một con cá mập nhảy lên đập vào thân tàu, tim run rẩy. Cô theo bản năng nắm lấy một cái ghế bên cạnh, hung hãng nện về phía bên kia, nhưng căn bản không có tác dụng gì. Ngay cả súng ống cũng mất hiệu lực vào thời điểm này. Vỡ rồi, vỡ rồi. Thanh âm cực độ kinh hãi, mang theo vô cùng khủng hoảng, thanh âm khàn khàn đến sắp nứt ra. Vô số người trong nháy mắt này lâm vào tuyệt vọng. Lilia thét chỏi tai, hai tay gắt gao nắm lấy cánh tay Hà Vũ. Trong nháy mắt này, nàng phảng phất cảm giác được, thân thuyền đang chậm rãi nghiêng, xong rồi. Bàn thế nào tôi còn chưa muốn chết. Thuyền trưởng Smith, cứu chúng tôi.
tiếng kêu cứu mạng vang vọng khắp vùng biển hoàng hôn này. Thuyền trưởng Smith đứng ngơ ngác, cứu mạng, ông cũng muốn cứu, nhưng cảnh tượng trước mắt này, ông cũng bất lực. Trong tay Smith vẫn một khẩu súng, và sau đó, ông đã cố gắng hết sức để bắn vào đàn cá mập trên biển. Sau khi bắn hết viên đạn cuối cùng, Smith ném khẩu súng trong tay. Nhìn xuống phía dưới, một lát sau, Smith đột nhiên ngẩng đầu lên, hét lớn, tất cả mọi người đều an tĩnh, tôi có một cách, có lẽ có thể để cho một bộ phận người, trốn thoát. Dứt lời, rất nhiều ánh mắt đều rơi vào trên người thuyền trưởng Smith. Một nhóm người, nhưng giờ khắc này, tất cả mọi người trong bọn họ đều muốn trở thành một trong những nhóm người này. Thuyền trưởng Smith, có cách nào mau nói ra, con tàu sắp chìm rồi. Một thanh niên hét lên, nóng như lửa đốt. Hà Vũ nhìn hắn một cái, cô quen biết người này, Jones, là bạn học của cô, giọng nói vừa rồi chào phúng công phu Trung Quốc, cũng chính là đến từ Jones. Thuyền trưởng Smith hít sâu một hơi, chợt phấn chấn nói, thuyền đã bị phá, nếu chúng ta không đưa ra lựa chọn, tất cả mọi người sẽ chết trong bụng cá mập, cho nên, cách của tôi là, sinh một số người. Ánh mắt của thuyền trưởng Smith nhìn quanh tất cả mọi người ở đây, gằn từng chữ nói, trên tàu có một ít phương tiện cứu sinh, nhưng, đối với đám cá mập tàn bạo này mà nói, phao cứu sinh hiển nhiên là vô dụng, duy nhất có thể phát huy tác dụng, là 5 chiếc cano chúng tôi mang theo, nhưng mà, 5 chiếc cano, nhiều nhất chỉ có thể để cho 20 người rời đi. Tất cả mọi người im lặng, con tàu này, nếu bao gồm cả thủy thủ, số lượng vượt quá 100. Nếu chỉ có thể để cho 20 người rời đi, vậy thì, để ai đi? Câu hỏi tương tự lần đầu tiên xuất hiện trong đầu mọi người. Một điều nữa là rất quan trọng, thuyền trưởng Smith lên tiếng, bây giờ bầy cá mập bao vây toàn bộ con tàu, ngay cả khi có cano, cũng phải có cơ hội rời đi, vì vậy cần những người còn lại, chủ động nhảy xuống, thu hút cá mập, như vậy, mới có thể vì 20 người, tranh thủ được một chút hy vọng sống. Sắc mặt Lailiza trực tiếp trắng bệch, nhảy xuống, thu hút cá mập, mấy chữ này, nghe có vẻ sởn gai ốc, ai có thể làm được. Lại có mấy người, có thể có dũng khí như vậy, cùng với, hy sinh bản thân, toàn thành tinh thần của người khác. Sau khi mọi người trầm mặc một lát, một người đàn ông trung niên trầm giọng mở miệng, thuyền trưởng Smith, không còn cách nào khác sao. Thuyền trưởng Smith buông tay, dưới tình huống này, mọi người cảm thấy, còn có cách nào khác không? Có người đi cướp cano rồi. Lúc này, đám người bỗng nhiên sao động, có người hô to. Không ít người xông tới. Một người đàn ông đã cởi bỏ dây thừng buộc cano, khuôn mặt mang theo quyết tuyệt, đồng thời miệng lẩm bẩm, tôi không thể chết, tôi không thể chết, khi thuyền trưởng Smith nói ra cách duy nhất, ông không thể kiểm soát bản thân. Du thuyền hơn trăm người, chỉ có 20 người có cơ hội sống sót, còn muốn những người còn lại thành toàn mới có thể liều mạng có một chút hy vọng sống, điều này chỉ đơn giản là không thể. Tại thời điểm sinh tử này, tất cả mọi người đều muốn sống. Trong mắt người đàn ông, nếu mình chậm một bước, cano sẽ bị người khác cướp đi. Liều mạng, người đàn ông hét lớn một tiếng, tung người nhảy lên. Tiếng kêu vang vọng, tiếng kêu thảm thiết, ánh mắt Hà Vũ cũng nhìn qua, trong lòng nhất thời phát lạnh, thân ảnh người đàn ông kia vừa mới hạ xuống, đã bị hai con cá mập gần cắn xé thành hai nửa, máu tươi nhất thời nhuộm đỏ một phần nước biển, nhưng ngay sau đó một con sóng vỗ qua, máu tươi cũng biến mất vô tung vô ảnh, còn có, chiếc cano kia, cũng bị cắn xé đến vỡ vụn. Tất cả mọi người đều trầm mặc, thân thể lạnh lẽo. Người đàn ông bức thiết muốn chạy thoát kia, dùng sinh mệnh để nói cho mọi người biết một sự thật càng thêm tàn khốc, bầy cá mập biến dị này căn bản sẽ không bởi vì máu tươi mà sao động, cho dù mùi máu tươi của người đàn ông xuất hiện ở biển, cũng chỉ có mấy con cá mập gần tới đây đảo quanh, còn lại cá mập các nơi, mỗi nơi đều làm việc. Thuyền trưởng Smith cũng ngã xuống thuyền và hoàn toàn tuyệt vọng. Không còn cách nào sao? Thuyền đang chìm à? Tôi phải chết sao? Không ít người gào khóc, rất nhiều người giống như điên cuồng. So với chết càng đáng sợ hơn chính là, đang thong thả, trơ mắt, nhìn mình đi về phía chết, hơn nữa, còn chết dưới sự cắn xé của cá mập. Cái chết vừa rồi của người đàn ông kia khiến linh hồn người ta phát run. Hà Vũ, chúng ta thật sự phải chết sao? Khuôn mặt Lailiza cũng toát ra tuyệt vọng, cô tựa vào người Hà Vũ cũng đang nắm chặt hai tay Lailiza, cô rất muốn an ủi Lailiza. Nhưng đến lúc này, an ủi đã vô dụng lai lì ra, rất vui khó biết quen cậu, kiếp sau, chúng ta còn phải làm bạn tốt. Lai lì ra vào lúc này, ngược lại so với vừa rồi bình tĩnh hơn, cô dựa vào Hà Vũ, nhìn phương hướng hoàng hôn, đáng tiếc, tó còn chưa đi qua Trung Quốc, không phải cậu nói, đó là một quốc gia rất đẹp sao.
Phải, Hà Vũ gật đầu, đó là một nơi rất đẹp. Hà Vũ, cậu nói, thật là tốt nếu ông trời đột nhiên đến và cứu chúng ta. Lai Lisa cười cười, không đúng không đúng, phải nói, nếu có cậu nói cường giả võ công Trung Quốc đi ngang qua nơi này, đuổi bầy cá mập đi, Lai Lisa, tỉnh lại đi. Ở một bên, John hừ lạnh, cậu có nghĩ rằng sẽ có một con người có thể xua bầy cá mập? Đó chỉ là Hà Vũ lừa gạt cậu mà thôi. Hà Vũ đột nhiên đứng lên. John hoảng sợ, hiển nhiên bình thường không ít lần bị Hà Vũ chỉnh đốn, nhưng lúc này lực chú ý của Hà Vũ hiển nhiên không ở trên người hắn. Hà Vũ chỉ vào xa xa, hướng hoàng hôn, mọi người xem, bên kia, có một chiếc thuyền. Lai Lisa cũng lập tức đứng lên, nhìn qua, nhất thời kinh hỉ, thật sự có thuyền. Rất nhiều người đều chú ý tới, nhưng, phản xạ có điều kiện vui mừng qua đi, tất cả mọi người lại một trận im lặng. Có thuyền, vậy thì thế nào? Trước khi bọn họ bị bầy cá mập vây quanh, lúc đó chẳng phải là một chiếc thuyền sao? Ngay cả khi có một chiếc thuyền, cũng không thể cứu chúng ta. Lai Lisa lúc này cũng phản ứng lại, cậu xem hướng thuyền đang di chuyển, hướng về phía chúng ta. Hà Vũ trầm giọng nói, tớ biết bọn họ không cứu được chúng ta, nhưng mà, chúng ta phải tìm cách để thông báo cho con tàu đó và yêu cầu họ thay đổi tuyến đường, nếu không họ sẽ bị cá mập bao vây như chúng ta. Nghe vậy, Jones bên cạnh bĩu môi, người sắp chết rồi, còn có cái tâm sự nhàn rỗi này. Ánh mắt Hà Vũ nhìn về phía thuyền trưởng Smith ở xa xa, thuyền trưởng Smith, có cách nào thông báo cho đối phương không? Thuyền trưởng Smith đứng dậy và gật đầu, tôi sẽ thử thổi còi, cho họ tín hiệu để trốn thoát. Hà Vũ mỉm cười, trước khi gần chết, nhiều người có sự lựa chọn khác nhau. Vị thuyền trưởng già trước mắt này, giống như cô nghĩ, đủ để khiến cô ấy cảm thấy hạnh phúc. Thật là một thuyền trưởng tốt bụng, thật đáng tiếc khi gặp bầy cá mập chết tiệt này. Lai Lisa nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên, trong mắt Lai Lisa mở to, Hà Vũ, cậu xem trên con thuyền kia, là cờ của nước cậu. Hà Vũ nhìn qua, một chút đỏ tươi kia, dưới ánh mặt trời lặn ở biển, đặc biệt chói mắt. Trong nháy mắt này, Hà Vũ có loại cảm giác tâm an khó hiểu. Thậm chí, cô mơ hồ cảm thấy máu đang sôi trào. Thuyền trưởng đã huýt sáo, nhưng con thuyền đối diện kia, cũng không có thay đổi phương hướng, một lá cờ đỏ tươi kia, còn đang hướng về phía các cô, ánh mắt mọi người đều nhìn qua. Lai Lisa nín thở, cô nắm chặt tay Hà Vũ, thanh âm có chút run rẩy, Hà Vũ, cậu nói xem, chúng ta có cơ hội được cứu không? Hà Vũ không biết từ đâu dâng lên tự tin, cô dùng sức gật đầu, nhìn chằm chằm chiếc thuyền lớn đối diện phỏng nhanh tới, có. Trong đám người, thanh âm kinh hô vang vọng, đồng tử Hà Vũ chợt co rụt lại, Lai Lisa nắm tay cô chặt hơn, mấy con cá mập, giống như thích khách ở biển sâu. Vào tới chiếc thuyền lớn kia, cũng bị theo dõi. Mau nổ súng đi, nổ súng đi. Lai Lisa hét lên gần như theo phản xạ có điều kiện. Nhưng kế tiếp, Lai Lisa nhìn thấy một bức tranh cả đời này của mình cũng không cách nào quên. Trên thuyền lớn đối diện, một thân ảnh cao ngất thon dài bỗng nhiên nhảy lên, lưng mang hoàng hôn đầy trời, thân ảnh như lướt qua giữa không trung, lập tức rơi xuống biển, chân đạp sóng, như đi trên mặt đất bằng phẳng, tốc độ như điện. Trước mặt liền đụng phải một con cá mập. Con cá mập kia mở miệng to, muốn cắn xé thanh niên này, thanh niên nhanh tay nhanh mắt, trực tiếp bắt lấy con cá mập này, đột nhiên phát lực. Một cú ném qua vai với con cá mập này, ầm ầm, những con sóng đánh lên trời. Sóng biển xông lên cao chừng mấy chục mét, cho dù còn cách gần trăm mét, người trên thuyền đều rõ ràng cảm nhận được cỗ sức mạnh vô cùng khủng bố này. Sóng biển giống như muốn nâng cả bầu trời này lên, trên thuyền. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt tràn ngập chấn động nhìn mặt trước kia, có loại cảm giác không thực tế. Là ảo giác sao? Tuy nhiên, không có lý do gì để hàng trăm người có ảo giác giống nhau. Cậu nhìn thấy gì? Tôi thấy, một người đàn ông, trên biển rộng lớn, bắt được một con cá mập, và sau đó, cho con cá mập một cú ném qua vai. Trời ơi, nội tâm mọi người đều nhấc lên sóng to gió lớn, khó có thể tin nhìn về phía trước. Đôi mắt Hà Vũ nóng rực. Vào giờ khắc này, vô cùng phấn chấn. Người phía trước kia, là võ giả đến từ Trung Quốc, hơn nữa, thực lực còn cường đại nghịch thiên. Từng con cá mập giống như phát cuồng xông về phía người đàn ông kia, người đàn ông ở trên mực nước biển, thỉnh thoảng mượn lực của cá mập, tung hoành ngang dọc, vung quyền ra khỏi chân, thanh thế to lớn. Lai Lisa ngây người sức mạnh này là gì? Cô tận mắt nhìn thấy, một con cá mập khổng lồ xông về phía người đàn ông trở tay một quyền. Con cá mập kia trực tiếp thoát khỏi nước biến bay ra mấy chục mét mới ngã xuống. Anh ta là thần,
Ầm ầm, không bao lâu, trên mặt biển nổi lên thi thể của hơn 10 con cá mập còn lại, vậy mà biến mất không thấy đâu. Mọi người trên thuyền tận mắt chứng kiến một màn này, cả người hóa đá lại, mãi đến khi người đàn ông một lần nữa trở lại trên một chiếc thuyền kia, cả đám bọn họ máu y nhao nhao phục hồi tinh thần lại. Thét chói tai, hò hét, khóc, kích động. Bọn họ giống như, được cứu rồi. Tất cả mọi người đều không thể tin được, mấy phút trước, bọn họ còn ở sâu trong tuyệt cảnh, nhưng hiện tại, một người xuất hiện, tay xé bầy cá mập. À, Lailiza thét chói tai, gắt gao nắm lấy tay Hà Vũ. Hà Vũ, đây chính là cao thủ Trung Quốc mà cậu nói sao? Ánh mắt của Lailiza tràn ngập ánh sáng. Nội tâm Hà Vũ cũng kích động không thôi, nhưng, lúc này vẫn bình tĩnh trả lời Lailiza một tiếng, phải. Ở một bên, Jones không phản bác, lúc này hắn cũng lâm vào trong điên cuồng, phấn chấn kích động, được cứu rồi, được cứu rồi. Có người lúc này mới phản ứng lại, nhao nhao lấy điện thoại ra, chụp lại thi thể hơn 10 con cá mập trôi nổi trên mặt biển. Sau đó, ánh mắt mọi người đều rơi vào chiếc thuyền lớn kia, con thuyền lớn, đang dần đến gần bọn họ. Mọi người nín thở, bọn họ đều rất tò mò, đến tột cùng là loại nhân vật gì, lại có thể một mình đối phó với bầy cá mập khủng bố. Phải biết rằng, những con cá mập vừa rồi, ngay cả súng ống cũng không đối phó được, lại bị người kia dùng nắm đấm đánh chết. Lailiza mỏ, miệng, Hà Vũ, cậu lừa tớ, cậu rõ ràng nói cao thủ công phu Trung Quốc có thể đuổi cá mập đi, Hà Vũ nghi hoặc nhìn Lailiza. Lailiza sâu kín nói, nhưng bầy cá mập này, đâu phải là bị đuổi đi, rõ ràng là bị dọa đi. Hà Vũ nở nụ cười, nhìn lá cờ màu đỏ tươi trên con thuyền kia, trong lòng kiêu ngạo, càng thêm nồng đậm. Trên thuyền còn có một bộ phận cũng là người Trung Quốc, lúc này, thanh âm tròn trịa vang lên, là thuyền của Trung Quốc chúng tôi, vừa rồi vị cường giả kia, đến từ Trung Quốc chúng tôi. Thời gian nguy hiểm nhất, đất nước luôn là chỗ dựa lớn nhất của chúng ta. Công phu Trung Quốc vạn tuế, thuyền trưởng Smith cũng đi lên, cảm ơn sức mạnh bí ẩn từ châu Á. Mọi người rất nhanh thấy rõ, trên thuyền lớn đối diện, một nam một nữ sóng vai mà đứng, giống như thần tiên quyến lữ, nam nhân phong thần như ngọc, tuấn lãng mê người, người con gái tuyệt đại phương dung, như tiên tử lâm thế. Thật ngầu, Lailiza đã hoàn toàn bị hấp dẫn, ngơ ngác nhìn về phía trước, tuy rằng còn chưa đi qua quốc gia châu Á thần bí, nhưng giờ khắc này, cô đã bị một trong những người đàn ông của quốc gia này triệt để chinh phục. Đương nhiên, trận chiến này Sở Trần chinh phục không chỉ có Lailiza, tất cả mọi người trên du thuyền, ánh mắt đều mang theo sùng bái nóng bỏng nhìn Sở Trần. Thuyền trưởng đi ra, cùng thuyền trưởng Smith thương lượng, bởi vì thuyền của Smith đã bị hủy, bọn họ chỉ có thể đến trên thuyền Sở Trần, đối với hơn trăm người mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện vô cùng hạnh phúc, trong nháy mắt leo lên con tàu này, liền có loại cảm giác an toàn khó hiểu. Có một nơi cường giả Trung Quốc trấn giữ có thể một mình đấu với đàn cá mập, bọn họ không còn lo lắng chuyến đi tiếp theo sẽ xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Trên thuyền lớn, Liễu Như Nhạn thản nhiên cười, người lại bắt làm tù binh không ít tiểu mê muội. Thậm chí có ánh mắt của cô gái căn bản không che giấu, cứ như vậy trần trụi nhìn chằm chằm Sở Trần. Đều là khách qua đường mà thôi. Sở Trần nói, chờ thuyền vừa cập bờ, chúng ta cùng bọn họ cũng sẽ không có qua lại gì nữa. Sở Trần cũng không có hứng thú đi tìm hiểu người thuyền này. Nhưng, khi biết có một người vùi thân trong bụng cá mập, nội tâm Sở Trần vẫn thổn thức một chút. Đây chính là nhân tính. Có người đi tới phía Sở Trần. Người tới là Hà Vũ, người đi cùng cô tới là Lailiza. Khoảng cách Sở Trần càng ngày càng gần, tim Lailiza đập nhanh hơn, cô cảm giác mình tùy thời đều có thể bị người đàn ông châu Á trước mắt mê hoặc. Tôi là Hà Vũ, thanh âm của Hà Vũ cũng có chút khẩn trương. Thoáng phát run, cô chưa từng đối mặt với cường giả như vậy, đây có lẽ chính là trưởng bối trong môn nhắc tới, cường giả khí tức cảnh đi. Sau khi tất cả mọi người trên thuyền lớn đến đây, thuyền trưởng Smith vốn định thay mặt người trên thuyền đi cảm ơn Sở Trần, nhưng nghĩ đến thân phận Sở Trần là người Trung Quốc, mà Hà Vũ ở trong trận nguy cơ vừa rồi cho ông ấn tượng sâu sắc, cho nên liền nhờ Hà Vũ, đại diện toàn bộ người trên thuyền, đi cảm ơn Sở Trần. Sở Trần mỉm cười, không cần căng thẳng. Tôi cũng không có ba đầu sáu tay, tôi tên là Sở Trần. Sở Trần, Lailiza ở một bên theo bản nàng hô một tiếng, yên lặng nhớ kỹ cái tên này, cô có trình độ Trung Quốc cơ bản nhất định. Cảm ơn anh, cứu tất cả chúng tôi. Hà Vũ hít sâu một hơi, lên tiếng nói, nếu không, người trên thuyền chúng tôi, chỉ sợ đều phải chôn ở bụng cá mập. Một cái nhấc tay mà thôi. Sở Trần khoát tay áo, nhìn thoáng qua Hà Vũ, cô cũng luyện võ.
cô là đệ tử của môn phái nào? Anh nhìn ra Hà Vũ có một chút nền tảng, nhưng, chỉ là võ giả hậu thiên bình thường. Hà Vũ vội vàng trả lời, tôi đến từ Vân Các Môn, nằm ở một vùng sông nước ở Giang Nam, trưởng môn tên là Điền Hán Thu. Hà Vũ biết rõ Vân Các Môn của mình chỉ là môn phái nhỏ, vội vàng nói ra vị trí cùng trưởng môn. Chẳng qua, mặc dù như vậy, Sở Trần cũng chưa từng nghe qua. Đương nhiên, Sở Trần sẽ không nói thẳng, mà là gật gật đầu. Lúc này, thuyền trưởng đi tới, sở đội, tất cả mọi người đều an trí thỏa đáng. Nhìn thoáng qua Hà Vũ, thuyền trưởng theo bản năng mở miệng nói, cô gái này rất tốt, vừa rồi nghe thuyền trưởng suýt nói, anh ta bấm còi cảnh báo chúng ta gặp nguy hiểm, để chúng ta chạy trốn, là bởi vì đề nghị của cô gái này. Liễu Như Nhạn không khỏi nhìn thoáng qua Hà Vũ, dưới loại tuyệt cảnh vừa rồi, còn có thể có suy nghĩ này, hơn nữa biến thành hành động, có thể thấy được trên người cô gái này lóe ra một loại phẩm chất chói lọi. Tiểu Vũ muội muội, ta là Liễu Như Nhạn. Liễu Như Nhạn mỉm cười mở miệng, những lời này của thuyền trưởng khiến cô càng nhìn cô gái này càng thuận mắt, ngươi gọi ta một tiếng Liễu tỷ tỷ là được rồi. Hà Vũ được sủng ái mà lo sợ, cô chỉ là đệ tử của một môn phái nhỏ, nhưng vị Liễu tỷ tỷ trước mắt này vừa nhìn đã không tầm thường, cô và nhân vật tuyệt đỉnh như Sở Trần đi cùng một chỗ, tuyệt đối là nhân vật đỉnh phong trong giới võ giả. Một tiếng Liễu tỷ tỷ này, Hà Vũ hô đến kinh hồn bạt vía. Đương nhiên, giờ phút này Hà Vũ cũng không biết, một tiếng Liễu tỷ tỷ của cô, sẽ trực tiếp khiến đường vô giả của cô có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sở Trần, ta nhận Tiểu Vũ làm muội muội, người có phải nên tặng chút quà gặp mặt cho vị muội muội này của ta hay không? Liễu Như Nhạn chớp chớp mắt, nghe vậy, Hà Vũ vội vàng lắc đầu, không không không, không cần đâu. Liễu tỷ tỷ đều mở miệng, làm sao có thể không cần? Sở Trần MLM cười, đánh giá Hà Vũ một cái. Bỗng nhiên xuất thủ, đặt ở trên vai Hà Vũ, một cỗ nội lực ấm nhất thời dọc theo lòng bàn tay Sở Trần tiến vào thân thể Hà Vũ, tôi truyền thụ cho cô một môn nội công tâm pháp, nhớ kỹ quý tích vận công của dòng nước ấm này. Hà Vũ vội vàng ngưng thần nín thở, một lát sau, con người toát ra chấn động mãnh liệt. Cô tuy rằng võ học trình độ không sâu, nhưng cũng rõ ràng cảm giác được, môn nội công tâm pháp này không tầm thường. Công phu lợi hại nhất của Vân Các Môn là cái gì? Sở Trần hỏi một tiếng, Hà Vũ vội vàng trả lời, là kiếm pháp. Được, tôi hiện tại truyền thụ cho ngươi cô kiếm pháp này, tên là Thái Át Kiếm Pháp. Một môn nội công tâm pháp, một môn Thái Át Kiếm Pháp. Đều là tuyệt học thời đại võ giả cổ đại. Có thể nói, Hà Vũ gặp phải cơ duyên lớn. Hà Vũ đương nhiên cũng ý thức được lần này của mình, cô vững vàng nhớ ký nội công tâm pháp cùng với bộ Thái Át Kiếm Pháp này. Toàn bộ quá trình. Trong mắt cô gái tóc vàng Lailiza vẫn ngơ ngác nhìn Sở Trần, thỉnh thoảng lóe lên hào quang, trong đầu, hình ảnh người đàn ông đến từ châu Á một mình đấu với bầy cá mập biến dị này không thể xua đi được. Màn đêm lặng lẽ buông xuống, con thuyền lớn đi về phía cảng Minh Châu, vùng biển mênh mông, gió đêm gào thét, giống như có một đôi cự trưởng vô hình đang thúc đẩy tất cả sóng lớn trên mực nước biển, từng đợt liên tiếp từng đợt. Một chiếc thuyền nhỏ, dưới những con sóng lớn quay cuồng, trôi dạt không đích đến. Trên thuyền nhỏ, người đàn ông áo đen, vẻ mặt lãnh khốc có thêm vài phần mờ mịt, nhìn vùng biển vô biên vô hạn, hắn không biết mình còn phải ở trên biển phiêu lưu bao lâu. Với thực lực của hắn, cũng không lo lắng ở trên biển sẽ phát sinh nguy hiểm hoặc là chết đói, nhưng mà, lâu dài cứ tiếp tục như vậy, Giang Khúc Phong cảm giác mình sẽ phát điên. Cũng may ngày thường Giang Khúc Phong cũng là người không nói lời nào, nếu không, sẽ càng không chịu nổi cỗ hưu quạnh này. Ai? Giang Khúc Phong thở dài một hơi, ngồi xuống, theo bản năng đưa tay muốn sờ túi. Ồ, nơi có tín hiệu, điện thoại hắn về cơ bản sẽ mang theo, dù sao, đối với một người có chức năng mở miệng nói chuyện có trở ngại, là một hiệp sĩ bàn phím trực tuyến, là một điều cực kỳ hạnh phúc. Không ai biết, một tài khoản nào đó đang hoạt động trên các diễn đàn mạng xã hội lớn, chính là Giang Khúc Phong đang trôi dạt trên biển lúc này. Nằm trên chiếc thuyền, mặc cho những con sóng đẩy hắn đi. Giang Khúc Phong dần dần sinh ra buồn ngủ, mơ màng màng ngủ, còn mơ thấy một giấc mộng, trong mộng, thuyền nhỏ của hắn bị sóng biển đẩy lên bờ, Sở Trần dẫn người ở, bên bờ nghênh đón hắn, Giang Khúc Phong nhìn thấy Sở Trần, tức giận không chỗ phát tác, lúc này sải bước đi tới, trong mộng không có rào cản ngôn ngữ, Giang Khúc Phong khiến trách Sở Trần, vui sướng phát tiết lửa giận, hàng hái, mà Sở Trần tự biết không hợp đạo lý, đầu cũng sắp trốn vào trong đũng quần Giang Khúc Phong nhếch miệng cười tình. Mở mắt ra, đáng tiếc chỉ là một giấc mơ, Giang Khúc Phong thở dài, vội vàng nhắm mặt lại lần nữa,
người mỗi khi gặp được giấc mộng đẹp, luôn hy vọng có thể tiếp tục. Bịch, một tiếng nổ lớn đột ngột vô cùng vang lên, khiến trong lòng Giang Khúc Phong đột nhiên chấn động, lập tức đứng lên. Trong mắt Giang Khúc Phong đột nhiên mở to, trừng mắt nhìn hình ảnh trước mắt, xung quanh thuyền nhỏ, lại xuất hiện không ít cá mập, vừa rồi cũng chính là một trong số đó, va chạm vào thuyền nhỏ của hắn. Chiếc thuyền đã bị rò rỉ, sắc mặt Giang Khúc Phong hơi trầm xuống, theo hắn thấy, nhất định là bầy cá mập này quấy rầy giấc mộng đẹp của hắn. Bầy cá mập cũng không biết cảm xúc hiện tại của Giang Khúc Phong không phải là sợ hãi, mà là không vui, chúng vừa bị dọa chạy, một đường chạy tới nơi này, lại phát hiện một chiếc thuyền nhỏ của con người, lúc này nổi lên tâm lý trả thù, vây quanh. Mấy con cá mập đồng thời hướng thuyền nhỏ mở miệng, vọt tới. Trong thế giới cá mập, thứ nhỏ bé này không đủ để chúng nhét kẽ răng. Tranh nhau, nhào tới. Trong lúc tốc độ ánh sáng, thân ảnh Giang Khúc Phong nhảy lên, ầm ầm một tiếng, thuyền nhỏ trực tiếp bị va chạm đến rách nát. Giang Khúc Phong hừ lạnh một tiếng, quyết đoán ra tay phản kích, thực lực của hắn tuy rằng không bằng Sở Trần, nhưng muốn đánh bầy cá mập biến dị này, vẫn là dễ dàng. Một thân áo đen rồng như ác ma biển sâu, quét ngang xung quanh cá mập biến dị, trong lúc nhất thời giết điên cuồng. Trên mực nước biển, thì thế cá mập biến dị từng con on ngư cười trôi nổi, nhìn qua giống như trường tu la ở vùng biển. Giang Khúc Phong cũng không phải là người thành tính ham giết, chỉ là khi đối phó với bầy cá mập biến dị này, bầy cá mập biến dị này giống như phát điên phát động trùng kích về phía hắc, cũng không biết là bị cái gì kích thích, Giang Khúc Phong cũng chỉ có thể là hạ sát thủ. Hù, một cỗ cuồng phong nhấc lên, sóng lớn ngập trời, một con cá mập dài mấy chục mét ẩn dưới sóng lớn, trong nháy mắt liền vò tới trước mặt Giang Khúc Phong, đôi mắt Giang Khúc Phong lạnh như báng như đao, dưới chân dẫm lên một khối ván gỗ rách, nhìn động tĩnh phía trước, bỗng nhiên, dưới chân phát lực, ván gỗ bay lên, trực tiếp dán lên người con cá mập lớn này. Cách không đánh người, Giang Khúc Phong xông lên, một quyền đấm vào ván gỗ. Àm, con cá mập lởn dài mấy chục mét này trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, lúc rơi xuống nước biến, nổi lên sóng to gió lớn. Thân ảnh Giang Khúc Phong vội vàng xông lên, lần nữa vung quyền. Con cá mập ngẩng đầu lên, vỗ vào mặt nước. Giang Khúc Phong sửng sốt, hắn cho rằng mình nhìn hoa mắt, con cá mập trước mắt này lại đang cầu xin tha thứ. Hắn cảm nhận được từ đôi mắt của một con cá mập. Lúc con cá mập này phát động công kích, Giang Khúc Phong cảm giác được, nó là vua trong bầy cá mập này, cho nên Giang Khúc Phong mới muốn thuận thế giải quyết nó. Giang Khúc Phong nhìn chằm chằm con cá mập này. Hắn cũng hơi khó xử. Nếu là người bình thường, còn có thể hỏi vua cá mập một tiếng, mày đang cầu xin tha thứ sao? Nhưng Giang Khúc Phong không có cách nào làm được. Trong biển sâu, mỗi con cá mập nhìn nhau. Một lát sau, Giang Khúc Phong làm ra một hành động, hắn nhảy lên, đứng trên lưng vua cá mập. Thân thể vua cá mập run rẩy, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nó thần phục Giang Khúc Phong. Giang Khúc Phong lập tức ngồi xuống. Chiếc thuyền đã bị phá hủy, nhưng hắn đã chinh phục một con vua cá mập. Ngồi trên lưng vua cá mập, Giang Khúc Phong cảm thấy rất hài lòng. Ít nhất, hiện tại ngủ, phỏng chừng không có ai dám đến quấy rầy. Giang Khúc Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng vua cá mập một cái, hy vọng vua cá mập có thể hiểu được ý của hắn, dẫn hắn lên bờ. Vua cá mập xoay một vòng tại chỗ, nó cảm giác được thiện ý của người trên lưng, tâm tình cũng nhảy nhót lên, rất nhanh liền mang theo Giang Khúc Phong hướng xa xa lướt đi, bình minh, trời sắp sáng. Một con cá mập lớn bơi trên biển, phía sau là một Giang Khúc Phong không có biểu hiện. Con cá ngốc này, bơi suốt đêm, nó rốt cuộc không rõ ý của mình. Giang Khúc Phong vỗ vỗ vua cá mập, ý tứ này vua cá mập hiểu, nó lập tức ngừng lại. Giang Khúc Phong xoay người, nhìn vua cá mập, sau đó tùy tiện chỉ một phương hướng. Hắn là người đàn ông duy nhất chơi ngôn ngữ ký hiệu với cá mập. Một người một cá, lại bắt đầu khởi hành. Mặt trời mọc, Sở Trần đi ra mũi thuyền, Liễu Như Nhạn đang ngồi ở chỗ cao ngắm mặt trời mọc. Liễu tỷ tỷ, chào buổi sáng a. Sở Trần thần thái sáng láng, đồng thời cũng liếc mắt nhìn về phía mặt trời mọc, cảm thán mặt trời mọc rất đẹp. Trên thuyền không ít người cũng dậy sớm ngắm mặt trời mọc, đồng thời cũng nhận được một tin tức, còn có 2 giờ, thuyền lớn sẽ cập cảng Minh Châu. Trên thuyền vang lên một trận tiếng hoan hô nhảy nhót, chuyến đi này đối với bọn họ mà nói, là ly kỳ kích thích, cả đời không thể nào quên. Nhất là, bọn họ tận mắt chứng kiến thủ đoạn giống như thần của người đàn ông đến từ châu Á kia, khắc cốt ghi tâm. Hơn một giờ sau, những người trên tàu đã có thể nhìn thấy những tòa nhà cao tầng mọc lên trên bờ. Sắp tới rồi, Lai Ly Gia vô cùng kích động,
cô rốt cục cũng đến được quốc gia châu Á thần bí kia. Lai Lisa rất mong chờ chuyến đi tiếp theo. Cô và Hà Vũ là bạn tốt, ngày thường cũng nghe nói qua chuyện về quốc gia châu Á thần bí này, nhưng nói như thế nào, cũng không có cảnh mình tận mắt nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi đến từ quốc gia châu Á này một mình đánh bầy cá mập đến chấn động. Lai Lisa, tớ phải trở về sư môn một chuyến, cậu là về trường học trước hay là như thế nào? Hà Vũ hỏi. Lai Lisa vừa đủ điều kiện để học tập tại Trung Quốc trong năm nay. Tất nhiên là tôi đi với cậu. Lai Lisa không chút do dự, cô biết Hà Vũ đến từ tông phái võ giả, đương nhiên muốn biết thêm một chút về võ công Trung Quốc. Thuyền lớn càng ngày càng đến gần cảng Minh Châu, lính canh cảng vẫn còn rất nghiêm ngặt. Trên cao thuyền lớn, Sở Trần và Liễu Như Nhạn sóng vai ngồi, còn người Liễu Như Nhạn nhìn lướt qua, mở miệng nói, còn lắp đặt mấy khẩu đại pháo, lúc chúng ta ra biển cũng không có những trang bị này. Tầm mắt Sở Trần khẽ híp lại, xem ra, linh khí toàn cầu tô phục, chuyện cá mập biến dị công kích du thuyền không phải là lần đầu tiên phát sinh, thậm chí còn có sinh vật biển công kích cảng Minh Châu. Linh khí tô phục, nghe có vẻ từ vựng tốt đẹp cỡ nào, nhưng Sở Trần càng cảm giác được, xảy ra xung quanh, càng nhiều vẫn là tai nạn. Đối với võ giả mà nói, có lẽ là cơ hội đột phá ngàn năm cỏ một, nhưng đối với càng nhiều người bình thường mà nói, đây không thể nghi ngờ là một hồi kịch biến. Lá cờ đỏ trên thuyền lớn tung bay trong gió, cũng khiến cho chiếc thuyền lớn của họ đi lại không bị cản trở, gần bờ. Thuyền trưởng bước lên, nói chuyện với những người trên bờ, rất nhanh, hơn một chàm du khách từ các quốc gia khác nhau đã lần lượt lên bờ. Mục đích của một số người trong bọn họ có lẽ không phải là Trung Quốc, nhưng lúc này, bọn họ đều không dám không xuống thuyền, dù sao, Sở Trần cử bọn họ là người Trung Quốc, cũng chỉ có thể đưa bọn họ đến nơi này. Sở Trần cùng Liễu Như Nhạn đồng thời lên bò, thuyền trưởng cùng một người đàn ông trung niên đi về phía này, người đàn ông trung niên một thân quân trang, thân sắc lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, thắt lưng thẳng tắp, kính lễ với Sở Trần, đặc chiến lữ quân khu Minh Châu, Trần Hưng Hồ, báo cáo sở đội. Thuyền trưởng đã nói rõ thân phận của Sở Trần với đối phương. Cục đặc chiến, Điện Thiên Võng, Trần Hưng Hồ trong lòng tuy rằng cũng có nghi vấn, nhưng nên có lễ nghi sẽ không ít. Hắn quả thật không ngờ. Cục đặc chiến Thiên Võng Điện, lại có một vị đội trưởng trẻ tuổi như vậy. Có lẽ là quan hệ bám váy đàn bà A. Trần Hưng Hồ âm thầm lẩm bẩm một tiếng. Tình hình cảng Minh Châu thế nào? Sỏ, Trần nhịn không được hỏi một tiếng. Trần Hưng Hồ chậm lại, chợt trả lời, từ thời khắc chúng tôi phát hiện sinh vật biến dị, chúng tôi đã đề cao phòng ngự đối với cảng. Quả nhiên, mấy ngày trước, đợt sinh vật biển đầu tiên vọt tới cảng Minh Châu, lúc ấy làm thủ vệ cảng Minh Châu hoảng sợ. Cuối cùng may mắn đợt công kích của sinh vật biển kia đè xuống. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cảng Minh Châu đã gặp phải 10 đợt tấn công của sinh vật biển. Bởi vì các nơi đều xuất hiện dị biến, các bộ phận lớn đều rất bận rộn, cảng Minh Châu cũng chỉ có thể dựa vào lực lượng của quân khu Minh Châu chúng tôi để thủ hộ. Trần Hưng Hồ trầm giọng mỏ, miệng nói, trước mắt mà nói, tình huống coi như là ổn định. Sở Trần gật gật đầu, linh khí toàn tô phục. Các loài lớn trên địa cầu đều đã xảy ra biến hóa, trật tự toàn cầu bị đảo lộn, xây dựng lại trật tự, cũng cần một quá trình. Anh rất rõ, cảng Minh Châu sau này sẽ bị công kích càng nhiều, cần lực lượng cường đại hơn đi thủ hộ. Rất nhanh, hơn 100 người đã rời khỏi thuyền lớn. Bỗng nhiên, một tiếng còi báo động vô cùng chói tai vang vọng. Sắc mặt Trần Hưng Hồ đột nhiên biến đổi, lại có sinh vật biển tấn công. Tất cả cảnh giác, sở đội, cậu cùng bọn họ rút lui một chút. Có sinh vật biển tập kích. Trần Hưng Hồ trầm giọng mỏ, miệng, tuy rằng hắn đã biết thân phận của Sở Trần, nhưng khi nhìn thấy gương mặt trẻ tuổi này của Sở Trần, Trần Hưng Hồ theo bản năng cảm thấy, Sở Trần là dựa vào cửa sau đi vào, mấy vị cường giả đỉnh phong của Thiên Võng Điện, không phải đều là họ Sở sao. Loại thao tác này, Trần Hưng Hồ thấy quen không trách. Sở Trần mỉm cười, quay đầu lại, nhìn về phía bờ biển, tuy rằng cỏ sóng biển thúc đẩy, nhưng cũng không nhìn ra chỗ gì đặc biệt. Những người còn lại cũng đều giống nhau, lúc này ai nấy đều nhìn hướng mặt biển. Mọi người, Trần Hưng Hồ có chút cảm giác tức giận, sinh vật biển biến dị cũng không phải là nói giỡn a, mỗi người chúng tôi đều nên nghiêm túc đối đãi, mọi người còn không mau rút lui. Lúc này, trên mực nước biển xuất hiện một thanh kiếm nhọn sắc bén. Là cá kiếm, rất nhiều người theo bản năng hét lên. Rất nhiều cá kiếm, chi chít, nếu là người có chứng sợ hãi dày đặc nhìn thấy một màn này, nhất định cả người đều tê dại. Thấy chưa, đây là cuộc nổi dậy của sinh vật biển. Trần Hưng Hồ thở dài một tiếng, hắn vốn tưởng rằng nhóm người từ trên thuyền xuống sẽ rất sợ hãi,
nhưng không nghĩ tới chính là, những người này chẳng những không có sợ hãi, ngược lại cả đám đều dừng chân lại, quay đầu lại nhìn đám cá kiếm biến dị này tới gần. Nhóm du khách này, lá gan lớn như vậy, Trần Hưng Hồ ngây người, có chút không thể tin vào mắt mình, mọi người đều không sợ, sao? Bầy cá kiếm biến dị sắp tới rồi, có thanh âm đang nhắc nhở, xê thân hình đàn cá kiếm biến dị vô cùng sắc bén, tính công kích cũng rất mạnh, nếu như ở trong phạm vi công kích của bọn chúng, tùy thời đều có thể bị công kích mang tính hủy diệt. Tuy nhiên, khách du lịch vẫn dừng lại để xem, trong lòng bọn họ, có cảm giác an toàn khó hiểu. Bởi vì bên cạnh, có Sở Trần, người đàn ông ngay cả đàn cá mập biến dị này cũng treo cổ, còn quan tâm đến đàn cá kiếm biến dị sao? Du khách có trật tự lên bờ, thỉnh thoảng quay đầu lại, nhìn đàn cá kiếm biến dị, có loại cảm giác tham quan du lịch. Cá kiếm đáng yêu như vậy, tại sao phải sợ hãi? Bọn họ thậm chí có chút chờ mong Sở Trần xuất thủ. Nhưng mà, Trần Hồ Hưng đương nhiên có cách đối phó với đàn cá kiếm biến dị này, sau khi đuổi đàn cá kiếm biến dị này đi, Trần Hưng Hồ nhịn không được ngán cản một trong những du khách, hỏi, mọi người như thế nào cũng không sợ đám cá kiếm biến dị này. Người bị ngăn lại cười xuống. Lấy điện thoại ra, mở ra một bức tranh, anh xem cái này xem. Trong ảnh, hơn 10 con cá mập lớn trôi nổi trên mặt nước, không nhúc nhích, người đàn ông thân hình thẳng tắp, như trôi nổi trên đại dương, hơi thở bất phàm. Đồng tử Trần Hưng Hồ đột nhiên co rụt lại, đây là, chúng tôi từng gặp phải công kích của bầy cá mập biển dị, một mình Sở Trần, đơn thân độc mã, một mình đấu bầy cá mập, khiến cá mập sợ tói mức chết khiếp. Người này cười cười nói, anh nói xem. Chúng tôi còn có thể sợ hãi bầy cá kiếm biến dị sao? Trong lòng Trần Hưng Hồ không khỏi chấn động, thanh niên Sở đội thoạt nhìn tuổi còn trẻ kia, lại có thực lực cường đại như vậy. Trần Hưng Hồ hoàn toàn ngây dại, mình vừa rồi, còn tưởng rằng đối phương chỉ là đi cửa sau mà thôi. Trần Hưng Hồ muốn đuổi theo, Sở Trần đã đi xa. Hôm nay vừa vặn cũng là ngày dược phẩm Bắc Trần ở Kinh Thành cắt báng khánh thành. Sở Trần và Liễu Như Nhạn đã đi ra cảng Minh Châu, chúng ta hiện tại chạy tới, phỏng chừng còn có thể ăn một bữa cơm. Liễu Như Nhạn cự tuyệt Sở Trần, cô muốn từ Minh Châu trực tiếp đi máy bay trở về Dương Thành, linh khí toàn cầu tô phục, rất nhiều chuyện đều thay đổi, cô thân là thánh nữ đời trước của Bách Hoa Cung, cũng lo lắng tình huống của Bách Hoa Cung. Không cùng Sở Trần đi Kinh Thành, thời điểm hai người đang muốn khởi hành đi tới sân bay, bỗng nhiên một đạo thanh âm gọi Sở Trần lại. Sở Trần quay đầu lại, Liễu Như Nhạn mỉm cười, Tiểu Vũ muội muội, nhưng vừa mới mở miệng gọi Sở Trần, là Lai Lisa bên cạnh Hà Vũ. Lai Lisa bước nhanh đến trước mặt Sở Trần, nhìn Sở Trần, dùng ngôn ngữ Trung Quốc nói, ở trên trời nguyện làm chim liền cánh, ở dưới đất nguyện làm cây liền cành, Sở Trần, tôi thích anh. Điều khiến Sở Trần bất ngờ chính là, cô gái tóc vàng này lại còn có thể trích dẫn thơ ván cổ của Trung Quốc. Thế nhưng, Sở Trần vẫn quyết đoán cự tuyệt Lai Lisa. Lai Lisa, tôi hy vọng cô có một cuộc hành trình tuyệt vời ở Trung Quốc. Sở Trần cười, không có kéo dài, cùng Liễu Như Nhạn lên một chiếc xe, rất nhanh liền đi. Lai Lisa nhìn xe đi xa, con người không che giấu được một trận mất mát. Thật lâu sau, Lai Lisa phục hồi tinh thần lại, nhìn Hà Vũ, ở trường con trai theo đuổi tớ nhiều như vậy, tớ vẫn rất tự tin vào bản thân mình. Cậu là hoa khôi của trường chúng ta, đương nhiên phải tự tin. Hà Vũ cười nói, chẳng qua. Sở Trần và chúng ta hiển nhiên không phải là người của cùng một thế giới, cậu coi anh ta, thần tượng, nam thần đi, từ xa yêu thích là đủ rồi. Đi thôi, Hà Vũ nắm tay Lai Lisa, tớ dẫn cậu trở về sư môn của tớ. Hà Vũ đã có chút khẩn cấp, cô rất chờ mong, sư môn trưởng bối của mình biết mình đã học được hai môn nội công tâm pháp cùng kiếm pháp cường đại, bọn họ nhất định sẽ vô cùng hâm mộ. Đương nhiên, trước khi được Sở Trần đồng ý, Hà Vũ cũng không có khả năng truyền thụ nội công tâm pháp cùng kiếm pháp cho người khác. Kinh Thành, một ván phòng được trang trí vô cùng đặc biệt, nhìn qua cửa sổ kính nhìn ra vẻ đẹp của Kinh Thành. Tòa cao ốc này tên là Cao ốc Sơ Hối, nằm trong khu thương mại tấc đất tấc vàng ở Kinh Thành. Toàn bộ tòa nhà tổng cộng có 36 tầng, mỗi một tầng mặt phẳng chiếm diện tích rộng lớn. Chi nhánh Kinh Thành của dược phẩm Bắc Trần, nằm ở tòa nhà Sơ Hối, từ tầng 17 đến tầng 21. Năm tầng đều thuộc về ván phòng của dược phẩm Bắc Trần. Đây không phải do Tống Nhan quyết định, cũng không phải Hạ Bắc hay Hạ Ngôn Hoan. Trước khi Tống Nhan đi tới Kinh Thành, Sở Tiểu Ngư cũng đã làm thỏa đáng mọi chuyện. Ngồi trên ghế văn phòng, Tống Nhan đặt điện thoại lên mặt bàn, khuôn mặt xinh đẹp tự nhiên toát ra nụ cười. Hôm nay là ngày dược phẩm Bắc Trần chính thức cắt băng khai trương ở Kinh Thành,
cũng chưa từng thấy Tống tổng của chúng ta cười, hiện tại nụ cười này, trên sofa phía trước, Hạ Bắc trêu chọc mở miệng nói, tôi đoán, có phải anh Trần sắp trở về hay không? Tống Nhan gật đầu, anh ấy vừa mới lên máy bay ở Minh Châu, nói muốn thừa dịp chúng ta khai trương tới đây ăn một bữa cơm. Hạ Bắc lập tức đứng lên, cười ha ha, anh Trần có thể trở về vào lúc này, vậy thật sự quá tốt, đêm nay nhất định phải cùng anh Trần không say không về. Tống Nhan nhìn thoáng qua Hạ Bắc, là anh say thì về đi. Tống Nhan rất rõ tửu lượng của Sở Trần. Hạ Bắc, Hạ Ngôn Hoan đẩy cửa tiến vào, ba người bọn họ có thể gọi là ba người nói chuyện của Bắc Trần. Về chuyện Bắc Trần tiến vào thương giới kinh thành, đương nhiên đều rất coi trọng. Thế nào, Tống Nhan nhìn Hạ Ngôn Hoan. Hạ Ngôn Hoan buông tay, chúng ta mói tới, phỏng chừng người khác đều chướng mắt chúng ta. Hôm nay phát ra lời mời, đại diện công ty đến đây, rất ít. Cho dù là doanh nghiệp dưới lầu chúng ta, vài bước có thể đến, cũng không có người tới. Còn người Tống Nhan khẽ nhéo một cái. Hôm nay là ngày khai trương chi nhánh Bắc Trần ở Kinh Thành, bọn họ quả thật cũng mời không ít công ty địa phương, trong đó đại đa số đều là công ty cùng ở tòa nhà Sơ Hối, hy vọng có thể gặp mặt nhau, quen biết một chút, nhưng không nghĩ tới, không ai cho họ mặt mũi. Vốn Tống Nhan cũng không thèm để ý, nhưng hiện tại, Sở Trần đã trở về, còn có mấy tiếng nữa sẽ đến nơi này. Tống Nhan không muốn Sở Trần nhìn thấy loại tình huống này. Chúng ta đặt 20 bàn tại khách sạn Sơ Hối bên cạnh, tình huống hiện tại, ngay cả 1/3 cũng ngồi không đầy. Hạ Bắc lắc đầu, đám người này cũng quá mức tự cao tự đại đi, tuy rằng chúng ta mới đến, nhưng mà, ở Dương Thành và mấy tòa thành thị khác đều đã mỏ, thị trường, hơn nữa phản ứng cực tốt, bọn họ dựa vào cái gì mà xem thường chúng ta. Hạ Ngôn Hoan cười khồ, trước khi đến, chú đã nghe nói qua, thương giới kinh thành rất bài ngoại, hiện tại xem ra, cũng đúng là như vậy. Chúng ta phải tìm cách, Tống Nhan nói, nếu không, Sở Trần đến khi nhìn thấy tình huống này, khẳng định sẽ chê cười chúng ta. Đúng, chúng ta không thể luôn luôn dựa vào anh Trần, chính mình phải làm ra một số chuyện. Hạ Bắc cũng có ý chí chiến đấu cao ngất, đột nhiên vung nắm đấm một chút, chợt mở miệng nói, không bằng chúng ta tìm Tiểu Ngư đi. Hạ Bắc nhớ tới lúc bọn họ vừa đến kinh thành, chính là một thiếu niên tự xưng là Tiểu Ngư tiếp đãi bọn họ, 5 tầng của tòa nhà Sơ Hối. Chính là Tiểu Ngư thay bọn họ lấy được, lúc ấy Tiểu Ngư còn có một câu khiến Hạ Bắc sợ ngây người, Tiểu Ngư nói, nếu như không phải thời gian tương đối gấp gáp, cậu ta lên kế hoạch trực tiếp lấy một tòa nhà cho Bắc Trần. Những ngày tiếp theo, Hạ Bắc cũng cảm nhận được năng lực của thanh niên này ở kinh thành. Về tất cả hoạt động của Bắc Trần, một đường đèn xanh, thông hành không chố, ngại, bọn họ mới có thể trong thời gian ngắn như vậy, để cho chi nhánh dược phẩm Bắc Trần ở kinh thành có thể thuận lợi khai trương. Tống Nhan trợn trắng mắt, một giây trước còn đang hùng hổ nói không dựa vào Sở Trần, lập tức muốn đi tìm bạn của Sở Trần. Không phải chúng ta đã mời Tiểu Ngư đến tham gia lễ cắt băng khai trương của Bắc Trần sao? Tống Nhan nói, cậu ấy cũng nói, gần đấy rất bận rộn, không có cách nào tới đây, lúc này sẽ không muốn đi quấy rầy người khác. Hơn nữa sao a, chúng ta hiện tại chỉ là không có người đến cổ vũ mà thôi, cũng không phải là có người đến đập phá. Vừa dứt lời. Bên ngoài văn phòng vang lên một trận thanh âm ồn ào. Tống Nhan giật mình, theo bản năng che lại đôi môi đỏ mọng của mình. Mình không phải là nói sao sẽ vậy chứ? Chú đi xem, Hạ Ngôn Hoan mở miệng. Cùng đi đi, Tống Nhan dẫn đầu đi ra ngoài. Bắc Trần phát ra thành ý mời, người khác không để ý tới, không nể mặt, bọn họ không có cách nào, cũng không thể chỉ trích cái gì. Nhưng, nếu thật sự có người cảm thấy Bắc Trần dễ khi dễ, hôm nay dẫm lên cửa mà nói. Vậy thì sai lầm lớn. Cửa phòng làm việc mở ra, Tống Nhan một thân trang phục chuyên nghiệp, hai chân thon dài, cất bước đi ra, thanh âm bước chân thanh thúy, hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người. Tống Tổng, một thanh niên bước nhanh nghênh đón, thần sắc mang theo tức giận, những người này là tới quấy rối. Người trẻ tuổi được điều tới từ Tổng bộ Bắc Trần của Thiền Thành, hắn đã trải qua sự quật khởi của Bắc Trần ở Thiền Thành, đối với thuộc sở hữu của Bắc Trần rất mạnh, hôm nay một ngày đặc biệt như vậy. Hắn xuất phát từ nội tâm hy vọng Bắc Trần có thể có một khởi đầu hoàn toàn mới, nhưng không nghĩ tới, chẳng những không có người đến chúc mừng, ngược lại là cỏ quấy rối tới. Tống Nhan ngước mắt nhìn qua, người tới có mười mấy người, trong đó 7 người trong tay đều mang theo một cái hộp lớn màu đen, quần áo quái dị, những người còn lại ngược lại án mặc rất trang trọng. Trước mặt bọn họ, tâm tình của một người trẻ tuổi đặc biệt kích động, trong tay thậm chí còn mang theo một cái ghế, thấy Tống Nhan đi tới. Lúc này lo lắng hô to lên tiếng, Tam tiểu thư, đừng tới đây, trong tay bọn họ cầm mấy cái hộp lớn này,
đều là rắn. Vừa dứt lời, sắc mặt không ít người trong khu vạn phòng đều đại biến, theo bản năng lui về phía sau vài bước. Rắn, đối với đa số mọi người mà nói, đều là tồn tại nghe mà biến sắc. Thật là đáng sợ, Tống Nhan cau mày, nhưng cô vẫn đi tới, Tiểu Dũng, chuyện gì xảy ra vậy? Tống Nhan đối với người trẻ tuổi trước mắt này ngược lại rất tín nhiệm, hắn là con trai của thím Tường trong nhà mình, năm nay vừa mới tốt nghiệp đại học, khi hắn đến Bắc Trần ứng tuyển, Tống Nhan không chút do dự liền tuyển hắn. Nhà tôi ở một ngôi làng miền núi rất hẻo lánh, tôi đã tiếp xúc với rắn từ khi còn nhỏ, vừa rồi tôi rõ ràng nhận ra, những hộp đen họ đang cầm trong tay, chứa rắn. Tiểu Dũng trầm giọng mở miệng, do, ghế trong tay lên, nếu các người dám làm bậy, cũng đừng trách tôi không khách khí. Lúc này, Bắc Trần cũng có mấy người trẻ tuổi xông lên, như hổ rình mồi, nhìn chằm chằm người tới. Người tới dẫn đầu chính là một người đàn ông trung niên mặc Âu phục, lúc này khuôn mặt hiện lên ý cười nhàn nhạt, như thế nào? Hôm nay dược phẩm Bắc Trần chính thức tiến vào kinh thành, phát thiệp mời, nếu đã mời chúng tôi tới đây, vì sao hiện tại lại hạ lệnh đuổi khách? Dược phẩm Bắc Trần như vậy, có chút không phóng khoáng. Còn chưa hỏi các người là người của công ty nào? Hạ Bắc hỏi. Ngữ khí cũng không khách khí, đối phương rõ ràng ý không tốt. Người đàn ông trung niên mặc Âu phục khẽ đỡ kính của mình một chút, cười tủm tỉm nói, quản lý phân đường thử 8 kinh thành tiên thảo đường Bàng Quang, đây là danh thiếp của tôi. Ánh mắt Hạ Bắc có chút ghét bỏ tiếp nhận, tiên thảo đường kinh thành, còn người Tống Nhan nhìn chăm chú vào người tới. Trước khi Bắc Trần cố gắng tiến vào thị trường kinh thành, bọn họ đã điều tra tình hình thị trường dược phẩm ở kinh thành. Trong đó thực lực của tiên thảo đường ở giới dược phẩm kinh thành, có thể xếp hạng top 3. Nghe nói, phía sau tiên thảo đường, có bối cảnh cực sâu, kinh thành mặc dù đầm rồng hang hồ, nhưng mấy năm gần đây tiên thảo đường phát triển, thế không thể ngăn cản. Thiệp mời của Bắc Trần quả thật cũng gửi đến tiên thảo đường, chỉ là, không nghĩ tới, tại thời điểm cơ hồ tất cả mọi người không để ý đến thiệp mời của Bắc Trần, tiên thảo đường lại dùng loại hình thức này xuất hiện. Bàng Quang ngẩng đầu đảo qua bốn phía, khuôn mặt toát ra nụ cười. Ngay cả một người quen mắt cũng không có, xem ra dự đoán không có sai, căn bản sẽ không có người cho công ty nhỏ đến từ Thiền Thành tỉnh Quảng Đông này thể diện. Dựa vào một sản phẩm chăm sóc da đưa ra khỏi thị trường, lại có thế thích làm lớn thích công to như vậy, trực tiếp muốn xông vào thị trường kinh thành, Bàng Quang âm thầm cười lạnh, hắn có thể đoán được, dược phẩm Bắc Trần sẽ bị tư bản kinh thành án đến ngay cả cặn bã cũng không còn. Bàng Quang trước khi tới cũng điều tra, biết công ty Bắc Trần có hai vị lão tổng. Một người đến từ Tống Gia Thiền Thành, một người là Hạ Gia Dương Thành, hắn đối với thực lực của hai nhà này cũng tổng hợp đánh giá qua, kết luận là, ở Kinh Thành, thực lực như vậy, chỉ có thể làm bia đỏ, đạt. Đặc biệt, thị trường dược phẩm, Kinh Thành cũng có liên minh thương hội dược phẩm, đối với chuyện Bắc Trần đột nhiên đến Kinh Thành, bọn họ cũng đã họp, biết Kinh Thành có người giúp Bắc Trần, nhưng cụ thể bọn họ cũng chưa tra ra. Hôm nay, Tiên Thảo Đường là đại diện của thương hội dược phẩm, thứ nhất. Giáng một đòn vào dược phẩm Bắc Trần, thứ hai, thám dò một chút chi tiết dược phẩm Bắc Trần, đào người sau lưng dược phẩm Bắc Trần ra. Những thứ này, là tiên thảo đường đặc biệt chuẩn bị cho dược phẩm Bắc Trần một phần hạ lễ. Bàng Quang cười tủm tỉm mở miệng nói, vừa rồi vị anh bạn kia nói đúng, 7 cái hộp này bên trong chứa, đúng là rắn, hơn nữa, còn là rắn độc. Lời vừa dứt, sắc mặt mọi người không khỏi biến đổi mạnh mẽ. Tống Nhan cũng có loại cảm giác sởn tóc gáy. Theo bản nàng cảm giác thân thể lạnh lẽo. Phần hạ lễ này, chỉ sợ chúng tôi không nhận nổi. Hạ Bắc trầm mặt, nếu như không phải muốn biết sốt cuộc đối phương bán thuốc gì, hắn đã sớm nhịn không được muốn gọi bảo vệ tới, đánh những người này ra ngoài. Người không phạm ta, ta không phạm người. Tuy rằng nơi này là kinh thành, nhưng Hạ Bắc cũng không có thói quen chiều người khác. Hơn nữa Hạ Bắc rất rõ ràng, nếu như là anh Trần ở chỗ này, anh cũng sẽ không khách khí với người đến gây sự. A là một công ty dược phẩm, đương nhiên phải tiếp xúc với tất cả các loại thuốc. Khuôn mặt Bàng Quang ý cười không giảm, sau đó mở miệng nói, rắn, cũng là một vị thuốc rất quan trọng, rắn khác nhau đồng thời cũng đại diện cho thuộc tính khác nhau. Hôm nay tôi đưa tới rắn độc trong đó, thứ nhất làm lễ chúc mừng Bắc Trần, thứ hai, cũng muốn nhìn xem, Bắc Trần đến tột cùng có phải là City dược phẩm thật sự hay không, các người muốn đứng ở kinh thành, tối thiểu, cũng phải xuất ra thực lực của các người đi. Rất nhiều ánh mắt đang nhìn. Hạ Ngôn Hoan ngàn Hạ Bắc lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Bàng Quang, ông muốn thế nào? Bàng Quang mỉm cười, không có ý gì khác, tiên thảo đường với tư cách là đại diện của giới dược phẩm kinh thành,
muốn nhìn xem thực lực của dược phẩm Bắc Trần mà thôi. Bàng Quang vung tay lên, trình hạ lễ lên, bảy người đồng thời cất bước đi lên trước, đặt hộp màu đen trong tay trên mặt đất, sau đó lui về phía sau vài bước. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chú vào bảy cái hộp màu đen này. Trong bảy cái hộp màu đen, có bảy con rắn độc, không biết dược phẩm Bắc Trần có ai có thể lấy rắn độc bên trong ra hay không, hơn nữa nói ra tên của chúng không. Bàng Quang cười tủm tỉm mở miệng, nhẹ nhàng nhắc nhỏ, một chút, trong đó có một số rắn độc tố rất hung mãnh, một khi không cẩn thận bị cắn, cho dù chúng tôi mang theo thuốc giải, cũng khó tránh khỏi để lại di chứng một chút. Bàng Quang ho một tiếng thấm giọng nói, ý của tôi là, nếu như Bắc Trần không có bản lĩnh như vậy, ngàn vạn lần không thể cậy mạnh. Chỉ cần các người thừa nhận, Bắc Trần không xứng với hai chữ dược phẩm là đủ rồi. Thần sắc mọi người Bắc Trần không khỏi âm trầm xuống, nhìn chằm chằm bảy cái hộp trên mặt đất. Thanh âm Bàng Quang vang vọng bên tai, mang theo vài phần cảm giác âm trầm. Rất nhiều người sợ rắn, cho dù là rắn bình thường, nhìn thấy đều tránh né xa xa, chứ đừng nói, những thứ trước mắt này, tiên thảo đường vì gây khó dễ cho dược phẩm Bắc Trần, đặc biệt chọn ra rắn độc. Bọn họ hoàn toàn có lý do tin tưởng, tất cả những gì Bàng Quang nói đều là sự thật. Hạ Bắc trầm mặt, ai cũng không nghĩ tới ngày khai trương chi nhánh Bắc Trần ở Kinh Thành, lại gặp phải loại gây khó dễ này. Hắn hoàn toàn có thể lấy lý do đối phương gây sự, gọi bảo vệ đánh những người này cùng hộp đựng rắn độc đều ra ngoài, thế nhưng, đối phương đến từ tiên thảo đường, đứng đầu giới dược phẩm Kinh Thành, hành động hôm nay của bọn họ, càng là đại diện cho giới dược phẩm Kinh Thành, nếu như ngay cả cửa ải này cũng không qua được, trong mắt giới dược phẩm Kinh Thành, Bắc Trần chính là không có năng lực, bị xem thường. Cứ như vậy, càng khó có thể đứng vững ở Kinh Thành. Nhưng ngược lại, hôm nay Bắc Trần nếu có thể đánh vào mặt tiên thảo đường, bày ra một mặt cường thế, đủ để cho đa số mọi người nhìn khác, đây chính là cơ hội ẩn giấu trong nguy cơ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ván này, phá cục quá khó khăn. Trong bọn họ, quả thật cũng có người cùng rắn đánh nhau, nếu là dưới tình huống bình thường nhìn thấy rắn, cũng có thể chế phục. Nhưng trước mắt, bảy con rắn đồng thời bị đặt ở dưới cái hộp đen kịt, không ai biết tình hình bên trong, tùy tiện đưa tay đi vào, hậu quả là không thể tưởng tượng được. Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Nhan bắt đầu giận, con ngươi nhìn chằm chằm bảy cái hộp. Cô có rất nhiều kiến thức về dược phẩm, cô đều đọc lướt qua. Bao gồm rất nhiều động vật, cũng có thể làm thuốc. Trong đỏ rắn, Tống Nhan cũng nghiên cứu qua. Tuy nhiên, đó là trên giấy. Nếu hộp trong suốt, cô có thể nhận ra con rắn bên trong. Tống Nhan bỗng nhiên trong lòng khẽ động, mở cái hộp ra, nghĩ cách dẫn rắn bên trong ra, có lẽ, có thể phá cục diện trước mắt này. Trong mọi người, ai từng có kinh nghiệm bắt rắn? Tống Nhan mở miệng, Bàng Quang hứng thú nhìn Tống Nhan, vị mỹ nữ Tống Tổng đến từ Thiền Thành này, lại không chịu thua. Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Tôi, Tiểu Dũng giơ tay lên, tôi cũng từng bắn rắn. Năm người đứng dậy, Tam Tiểu Thư, để tôi thử đi. Tiểu Dũng phấn thanh mỏ, miệng. Tống Nhan nhìn Tiểu Dũng, có nắm chắc không? Khuôn mặt Tiểu Dũng biến ảo một chút, vẫn lấy hết dũng khí tôi không sợ. Có cách nào để kéo con rắn ra khỏi hộp? Lời Tống Nhan vừa dứt, Bàng Quang liền nở nụ cười, tôi nhẹ nhàng nhắc nhở một chút đi, trong bảy cái hộp, trong đó có một con rắn, là rắn chúa, tốc độ bộc phát của nó, cùng với độc tính, các người y tự mình tưởng tượng một chút, nếu như các người không cẩn thận dẫn nó ra, tôi có chút lo lắng thuốc giải chúng tôi mang đến không đủ. Khuôn mặt mọi người biến sắc, ánh mắt nhìn bảy cái hộp, giống như nhìn thấy ma quỷ. Ai dám thả ma quỷ một cách dễ dàng? Tam Tiểu Thư, vẫn là để tôi thử đi. Tiểu Dũng cắn ràng mở miệng. Hắn cũng không nắm chắc, thế nhưng, ngày thường hắn luôn nghe mẹ nhắc tới Tam Tiểu Thư Tống Gia, mẹ ở Tống Gia làm bảo mẫu, Tam Tiểu Thư đối với bà rất tốt. Công việc này, Tam Tiểu Thư sau khi biết thân phận của hắn, không chút do dự liền cho hắn cơ hội. Trong lòng Tiểu Dũng, có lòng biết ơn, Tống Nhan nhìn bảy cái hộp kia, hít sâu một hơi, quá nguy hiểm. Nhưng Tiểu Dũng nóng nảy, không sao, Tam Tiểu Thư. Cùng lắm thì bị cắn một cái, tôi không tin bọn họ dám không giao ra thuốc giải. Chuyện gây ra mạng người, đối phương khẳng định không dám làm. Không sai, dược phẩm Bắc Trần tuyệt đối không nhận thua. Một thanh niên khác lên tiếng, chúng ta thay phiên nhau đi lên, không tin không bắt được bảy con rắn. Khuôn mặt Bàng Quang vẫn duy trì nụ cười. Theo hắn thấy, những người này quả thực suy nghĩ đơn giản. Rắn độc trong hộp cũng không phải dựa vào một cỗ liều mạng là có thể bắt ra. Người đều có điều kiện phản ứng, khi tay tiến vào trong hộp, ngay cả rắn cũng chưa đụng phải đã bị cắn một cái,
89 phần 10 tuyệt đối sẽ rụt tay trước. Lùi một bước mà nói, cho dù ý chí của bọn họ kiên định, rắn độc chữa độc tố, sẽ khiến bọn họ không có cách nào mạnh mẽ mang rắn ra ngoài. Trong một cái hộp như vậy, 7 con rắn độc được xác định, đó là nhiệm vụ gần như không thể hoàn thành. Bàng Quang tự hỏi, cả kinh thành, người có thể làm được chuyện này, nhiều nhất là 3 người, một trong số đó, chính là Tiên Thảo Đường, chính là hắn, Bàng Quang. Bàng Quang đối với rắn, trời sinh hứng thú, từ nhỏ đến lớn đều tiếp xúc với rắn, nắm đó hắn tiến vào Tiên Thảo Đường, cũng là bởi vì một thân bản lĩnh bắt rắn, trong Tiên Thảo Đường rất nhiều loại dược liên quan đến rắn, đều là do bàn tay của Bàng Quang chế tạo ra. Công lao hiển hách nhiều năm qua, Bàng Quang hiện giờ trở thành quản lý phân đường thứ 8 kinh thành Tiên Thảo Đường. Tống Tổng nói đúng, Hạ Bắc mở miệng, lắc đầu, nếu như không nắm chắc, hai người không thể mạo hiểm. Hắn không thể đùa với sinh mệnh của nhân viên của mình. Ánh mắt Hạ Bắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Bàng Quang, chậm rãi nói, phương hướng nghiên cứu dược phẩm của dược phẩm Bắc Trần, không liên quan gì đến rắn, cho dù không bắt được 7 con rắn này, vậy cũng không có gì đáng trách. Bàng Quang nở nụ cười cũng đúng, Bắc Trần nhỏ, cũng không thể trông cậy vào các người có bao nhiêu bản lĩnh, chẳng qua, nếu không có bản lĩnh, cũng không nên chạy tới kinh thành, năng lực cạnh tranh của kinh thành, cũng áp lực không kém so với 7 con rắn này mang đến cho các người. Tống Nhan tiến lên một bước, ánh mắt Bàng Quang dừng trên người cô, vị nữ tổng giám đốc trẻ tuổi này, tựa hồ còn không chịu nhận thua. Để tôi thử, Tống Nhan ngữ khí kinh người nói ra, tất cả mọi người đều ngây người. Theo bọn họ, Tống luôn là đại diện nhan sắc của Bắc Trần. Một tổng giám đốc tuyệt sắc có vẻ như thiên tiên. Nhưng bây giờ, Tống Tổng khiến mọi người kinh ngạc, thế nhưng tự mình lên, bắt 7 con rắn độc kia. Không được, Hạ Bắc là người đầu tiên quyết đoán phản đối. Cho dù là toàn bộ Bắc Trần không còn, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Tống Nhan mạo hiểm, nếu không, hắn làm sao giải thích với anh Trần ca. Tam tiểu thư, Tiểu Dũng cũng vội vàng lắc đầu. Tống Tổng, không ô canh đi ra. Liền giao cho chúng tôi. Mấy người trẻ tuổi phấn chấn mở miệng. Ngay cả mỹ nữ hiểu điệu Tống Tổng cũng phải khiêu chiến những con rắn độc này. Bọn họ có lý do gì để lùi bước? Một câu nói của Tống Nhan khiến cho những người trẻ tuổi ở Bắc Trần có loại cảm giác máu sôi trào. Bàng Quang cười càng vui vẻ, thần sắc mập mờ nhìn Tống Nhan. Tống Tổng thật gan dạ. Như vậy đi, nếu là Tống tự mình ra trận, cô tùy tiện chọn 3 cái hộp, phân biệt rắn độc bên trong, coi như cô thắng. Tôi đại biểu Tiên Thảo Đường, hoan nghênh các người đi tới kinh thành. Tống Nhan khoát tay áo, ý bảo mọi người Bắc Trần im lặng, con ngươi nhìn chằm chằm Bàng Quang, 7 cái hộp, không thiếu một cái, nhưng mà, Bắc Trần, cũng không cần Tiên Thảo Đường hoan nghênh. Từ thời khắc Tiên Thảo Đường đến quấy rối, trong lòng Tống Nhan, Tiên Thảo Đường chính là danh sách đen của Bắc Trần. Tống Nhan cất bước đi lên, mọi người phía sau một trận kinh hồ, Hạ Bắc bước nhanh lên, yên tâm đi. Tống Nhan tự tin, tôi có nắm chắc. Tống Nhan cũng không phải liều lĩnh, cô chỉ đột nhiên nhớ tới chuyện rắn độc từng xảy ra ở nhà. Sở Trần cho cô bùa hộ mệnh, có thể xua đuổi rắn độc. Vừa rồi Tống Nhan thử thám dò đi trước một bước, quả nhiên cũng rõ ràng nhận ra bất thường trong 7 cái hộp. Cô có bùa hộ mệnh của Sở Trần, còn có đạo môn nhiếp sinh công. Mặc dù bên trong vẫn có sợ hãi đối với rắn, nhưng Tống Nhan vẫn quyết đoán đứng ra. Cô là Tống Tổng của Bắc Trần. Không phải Bình Hoa, cô là người phụ nữ của Sở Trần. Không thể để cho người khác bắt nạt. Cô là Tống Nhan, hôm nay, cô đại diện cho chính mình. Giờ này khắc này, mọi người Bắc Trần có loại cảm giác sinh ra ảo giác. Bọn họ chưa từng thấy qua trên người Tống Tổng có một cỗ khí chàng như vậy. Khi Tống Nhan đi tới trước mặt một cái hộp trong đó, mọi người mới phản ứng lại, nhìn Tống Nhan không chớp mắt. Hạ Bắc theo bản năng còn muốn ngăn lại, thế nhưng, giờ khắc này, hắn cũng bỗng nhiên bị khí thế của Tống Nhan chấn động. Tất cả mọi người lập tức im lặng, ánh mắt Bàng Quang vẫn nhìn chằm chú vào Tống Nhan, lúc này, âm thầm ra hiệu, phía sau hắn có người lấy điện thoại ra. Ông ta rất mong đợi hình ảnh tiếp theo. Vị mỹ nữ tổng giám đốc Bắc Trần này, tất nhiên không biết lượng sức, muốn tự mình ra trận, dùng tay bắt rắn, chờ hình ảnh khuôn mặt xinh đẹp run rẩy, cũng không thể bỏ lỡ vô ích. Khóe miệng Bàng Quang khẽ lạnh lùng nhếch lên, Bắc Trần ra khỏi kinh thành đi. Tống Nhan ngồi xổm xuống. Sau lưng không ít người nhất thời hàn khí toát ra, lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Trước mặt Tống Tổng, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện rắn hổ mang chúa đáng sợ. Cái loại độc xà hung mãnh này, một khi có tay đưa vào mà nói, không thể nghi ngờ, nhất định sẽ phát động công kích mãnh liệt nhất. Đáng tiếc, đôi tay ngọc này,
nếu để lại vết sẹo mà nói, chậc chậc. Bàng Quang đang tận hết sức lực đả kích Tống Nhan. Con người Tống Nhan nhìn chăm chú vào cái hộp, cô lần đầu tiên thử vận chuyển đạo môn nhiếp sinh công. Trong nháy mắt hơi thở bao phủ hộp, Tống Nhan có loại cảm giác, rắn độc trong hộp đang sao động, bất an. Nó sợ hơn mình, Tống Nhan bỗng nhiên nở nụ cười. Con rắn còn hoảng sợ hơn cô. Có điều, càng khiến Tống Nhan ngạc nhiên chính là, khi khí thức của đạo môn nhiếp sinh công thấm vào trên người rắn độc trong hộp lại dần dần an tĩnh lại, cho Tống Nhan một loại cảm giác cực kỳ ôn thuần, đạo môn nhiếp sinh công, còn có thể khiến rắn khuất phục. Trong đầu Tống Nhan toát ra một nghi vấn như vậy. Sao, Tống Tổng hối hận rồi sao? Bàng Quang thấy Tống Nhan ngồi xổm xuống chậm chạp không có động tĩnh, nhịn không được cười nhạo. Tống Nhan liếc mắt nhìn ông ta một cái, chợt trực tiếp đưa tay, mở nắp trên hộp ra. Thiết kế hộp, miệng phía trên nhỏ, diện tích phía dưới lớn, sau khi nắp mở ra, cũng vừa vặn chỉ có thể cho phép được một tay buông xuống. Tống Nhan thử truyền nội lực vào tay, cho dù con rắn này đột nhiên làm khó cắn cô, cũng có thể có tác dụng phòng hộ nhất định. Âm thầm thở ra một hơi, Tống Nhan đưa tay xuống, mọi người ở Bắc Trần muốn kêu lên, lại sợ hãi quấy nhiễu rắn độc bên trong. Ngược lại khiến rắn độc điên cuồng công kích Tống Nhan, cả đám tim đập đều vọt lên cổ họng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Cả người theo bản năng toát ra nổi da gà, không dám tưởng tượng hình ảnh tiếp theo. Ánh mắt Bàng Quang càng thêm chờ mong, nhìn khuôn mặt Tống Nhan, chờ mong vẻ mặt thất sắc của mỹ nữ tổng tài này. Tuy nhiên, điều khiến Bàng Quang thất vọng là thần thái của Tống Nhan vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Đây không thể nào, phía sau Bàng Quang có một thanh âm thì thầm vang lên. Tôi nhớ rõ, trong cái hộp này, chính là rắn hổ mang chúa. Chỉ chốc lát sau, tay Tống Nhan từ trong hộp vươn ra, trong tay, rõ ràng cầm một con rắn độc. Một màn này, khiến người ta không cách nào khống chế kinh hô, rất nhiều người sởn tóc gáy, liên tiếp lui về phía sau. Thậm chí có người trực tiếp có cảm giác hai chân nhũn ra. Tiểu Dũng kinh hãi thất sắc, môi run lên, Tam tiểu thư, cái này, rắn không thể bắt như vậy. Lúc bắt rắn, phải nhanh chuẩn bóp chặt đầu rắn, nếu không, sẽ bị rắn độc cắn. Nhưng hiện tại, Tống Nhan chỉ nhẹ nhàng nắm lấy đuôi rắn xách nó ra, mặc dù còn chưa thấy rõ toàn con rắn. Nhưng từ đặc điểm của thân rắn mà xem, đây rất có khả năng là một con rắn hổ mang chúa đáng sợ. Rắn hổ mang chúa không thuộc loài rắn hổ mang, vì nó quá đáng sợ, vì vậy nó là một loài rắn hổ mang chúa độc lập, và hầu như không có loài rắn nào khác xuất hiện trong lãnh thổ của rắn hổ mang chúa. Rắn hổ mang chúa còn có một đặc điểm, đầu và cổ nó chuyển động rất linh hoạt, Tam tiểu thư kéo nó ra như vậy, tuyệt đối sẽ bị nó phản kích trước. Tuy rằng rất kỳ lạ rắn hổ mang chúa vì sao ở trong hộp không công kích Tam tiểu thư, nhưng giờ phút này, Tiểu Dũng thất thanh hô to, có loại cảm giác cả người đều tê liệt. Đây là một con rắn độc đáng sợ, không ai dám bắt một con rắn hổ mang chúa như thế này, đó là một sự sỉ nhục đối với rắn hổ mang chúa. Thế nhưng khi đầu rắn hổ mang chúa xuất hiện, mọi người phản xạ có điều kiện lui về phía sau một chút, rất nhanh liền phát hiện, con rắn hổ mang chúa này, đầu lại nằm sắp trên mặt đất. Nó không phản kích, tất cả mọi người đều ngây người. Bàng Quang cũng trợn tròn mắt, không thể tin nhìn một màn trước mắt này, với kinh nghiệm tiếp xúc với rắn độc trong nhiều thập kỷ, con rắn hổ mang chúa này là quá không bình thường. Bây giờ nó trông giống như một con rắn đồ chơi thực tế. Làm sao có thể, Bàng Quang không thể tin được. Bảy con rắn này là do ông ta tự mình bỏ vào, trong quá trình này, ông ta cũng không dám xem nhẹ chút nào. Nhưng giờ phút này, vị tổng giám đốc mỹ nữ Bắc Trần này, dễ dàng xách con rắn hổ mang chúa này ra. Rắn hổ mang chúa, còn được gọi là rắn hổ mang vua, độc tính mãnh liệt, tính nết, rất hiền lành. Tống Nhan mở miệng, nhìn Bàng Quang, tôi không nói sai chứ. Tính nết hiền lành, ai dám mô tả tính nết của rắn hổ mang chúa hiền lành. Nhưng hình ảnh trước mắt này, không phải là hiền lành. Bàng Quang không có cách nào phản bác. Tống Nhan thấy đầu rắn chúa nằm sấp trên mặt đất, nhíu mày, xách lên, ngẩng đầu, để mọi người thấy rõ ràng một chút. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm chính là, rắn hổ mang chúa thật sự ngẩng đầu lên. Đây quả thực nhu thuận đến kỳ lạ. Tống Tổng hóa thân thành người thuần hóa rắn. Hạ Bắc miệng há lớn, ngây ra như phỗng. Hạ Ngôn Hoan cũng trợn mắt há hốc mồm. Mọi người ở Bắc Trần phục hồi tinh thần lại, nhìn Tống Nhan đặt con rắn hổ mang chúa trở lại hộp, hơn nữa dùng nắp đậy lại, lúc này hoan hô. Tống Tổng lợi hại, Tam tiểu thư quá lợi hại. Thấy không, dưới khí thế của Tống Tổng Bắc Trần chúng ta, ngay cả rắn hổ mang chúa cũng phải khuất phục. Vô cùng kích động,
Tuy rằng bọn họ không biết Tống Tổng làm thế nào, nhưng giờ khắc này, toàn bộ Bắc Trần sôi trào. Còn một màn nào dằn mặt Tiên Thảo Đường hơn, nhiều người thở phào nhẹ nhõm trong một thời gian dài. Rắn hổ mang chúa cũng như chút được gánh nặng, Tống Nhan đã đi tới trước mặt cái hộp thứ hai, bắt trước làm theo. Sau khi có kinh nghiệm của con rắn hổ mang chúa đầu tiên, Tống Nhan đột nhiên cảm thấy, rắn đáng yêu như vậy, cũng không có gì đáng sợ. Trực tiếp đưa tay bắt rắn độc bên trong ra. Đây là con rắn lục, một trong 6 loài rắn độc lớn ở tình bảo đảo của Trung Quốc, đầu có hình tam giác. Tống Nhan nhìn về phía Bàng Quang, Bàng quản lý, tôi nói đúng không? Khuôn mặt Bàng Quang âm trầm, con rắn lục này, so với rắn hổ mang chúa còn không chịu thua kém hơn, lúc Tống Nhan bắt nó ra, cả người nó còn co lại thành một vòng, hình ảnh này, quá khác thường. Nhưng Bàng Quang cũng không biết là vì sao, ông ta chỉ biết chính là, tiếng hoan hô của Bắc Trần càng lúc càng lớn, từng con rắn độc trong hộp bị Tống Nhan mở ra, hơn nữa còn xách ra, sau đó chuẩn xác nói ra tên rắn độc. Khi Tống Nhan đi tới trước mặt cái hộp thứ bảy, mọi người ở Bắc Trần đột nhiên giật mình phát hiện, tâm tình sợ hãi trong lòng bọn họ hoàn toàn biến mất, hiện tại ngược lại có chút chờ mong, rắn độc. Ra đây đi, tất cả mọi người mong đợi, vốn tưởng rằng là cục không thể phá, lại bị Tống Tổng dễ dàng phá vỡ. Giờ này khắc này, không ít người ở Bắc Trần đều có cái nhìn khác với Tống Tổng, cho tới nay, bọn họ chỉ chú ý đến dung mạo xinh đẹp của Tống Tổng, thật không ngờ, Tống Tổng lại còn có một mặt dũng mãnh như vậy, 6 con rắn độc phía trước, bị Tống Tổng nắm chặt đến gắt gao. Ánh mắt Bàng Quang vô cùng phức tạp, không có cách nào tiếp nhận tình cảnh này. Người phụ trách ghi hình điện thoại đã bị Bàng Quang kịp thời quát ngừng, thời khắc nổi bật của Tống Nhan, nếu mình ghi lại, chẳng phải là cường đại thay dược phẩm Bắc Trần tuyên truyền sao? Về phần cái hộp cuối cùng, Bàng Quang cũng không ôm hy vọng gì. So với mức độ hung mãnh của rắn độc trong 6 cái hộp phía trước, rắn độc trong hộp cuối cùng tuy mạnh, nhưng tính tình chậm chạp, cũng không thích chủ động công kích loài người. Dựa theo cảnh Tống Nhan đánh đâu thắng đó, cuối cùng cũng sẽ không gặp phải vấn đề gì. Tống Nhan mở hộp ra, ánh mắt mọi người tập trung, con cuối cùng, rắn cạp nia, Tống Nhan nhìn Bàng Quang, mỉm cười nói, Bàng quản lý thật là người tốt, động tác của rắn cạp nia chậm chạp, không thích công kích người ngoài, không nghĩ tới vẫn bị bỏ vào. Dừng một chút, Tống Nhan nhìn thoáng qua con rắn cạp nia này, nó vẫn là một con rắn ản được rất nổi tiếng. Lời vừa dứt, rắn cạp nia tựa hồ cảm ứng được cái gì đó, theo bản năng run rẩy một chút. Nhưng, Tống Nhan cũng không có thói quen ản rắn cạp nia này, bỏ nó vào trong hộp. Tiểu Dũng nhanh chóng bưng một chậu nước đến rửa tay cho Tống Nhan. Trong mắt Tiểu Dũng và đông đảo nhân viên dược phẩm Bắc Trần, hình tượng Tống Tổng bỗng nhiên cao lớn hơn rất nhiều. Bàng Tiểu Quang, sau khi hạ bác thở phào nhẹ nhõm, nhất thời trở nên tự tin, liếc xéo Bàng Quang, còn không thu dọn những thứ rách nát này rồi rời đi. Bàng Quang thần sắc âm trầm, ông ta tên là Bàng Quang, hạ bác dựa vào cái gì mà thêm cho ông ta một chữ tiểu. Nhưng mà, Bàng Quang hiện tại càng thêm để ý chính là 7 con rắn độc của ông ta. Nhất là con rắn hổ mang chúa kia, ngay cả Bàng Quang cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Vì sao trong tay Tống Nhan, nó lại trở nên hiền lành như vậy? Nhất định có vấn đề, ánh mắt Bàng Quang gắt gao nhìn chằm chằm vào cái hộp chứa rắn hổ mang chúa kia, không thể nào. Bàng Quang sải bước đi tới, ông ta hoài nghi Tống Nhan ở trong hộp động tay động chân, hạ độc con rắn. Bàng Quang nhanh chóng mở hộp ra, đưa tay vào, kèm theo một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, Bàng Quang bị 120 đưa đi. Dược phẩm Bắc Trần vang lên một trận vỗ tay nhiệt liệt vô cùng. Hạ Ngôn Hoan giơ ngón tay cái về phía Tống Nhan, khuôn mặt mỉm cười. Hắn hôm nay mới phát hiện, Tống Tam tiểu thư không chỉ có tài hoa kinh doanh, còn có khí phách có thể chấn động cả hiện trường. Trận chiến đầu tiên của Bắc Trần ở Kinh Thành, Tống Nhan cường thế nắm được. Chúng tôi ở đây có máy ảnh. Bỗng nhiên có người đề nghị nói, vị đại thần nào biên tập toàn bộ sự việc Tiên Thảo Đường đến khiêu khích một chút, để cho mọi người cảm nhận khí chất nữ thần Bắc Trần chúng ta một chút. Mọi người một trận khen ngợi, Tống Nhan đều có chút ngượng ngùng. Vừa rồi lúc đi ra bước đầu tiên, nội tâm của cô vẫn có chút sợ hãi. Nhưng sau khi bắt được mấy con rắn ra, Tống Nhan chỉ muốn nói, dũng cảm, không sợ khó khăn. Rắn càng sợ hãi, nhất là rắn cạp nia, sợ không cẩn thận biến thành canh rắn. Việc khai trương dược phẩm Bắc Trần ảnh hưởng đến thần kinh của giới dược phẩm Kinh Thành, chỉ là, tất cả mọi người thật không ngờ chính là, Bàng Quang mang theo 7 hộp rắn độc tới cửa khiêu chiến, cuối cùng lại rơi vào kết cục bị xe cứu thương đưa đi. Có chút thú vị,
vị mỹ nữ Tống Tổng Bắc Trần này, không phải người bình thường a. Hừ, chỉ bằng cái này, muốn đứng ở kinh thành, cũng không dễ dàng. Đương nhiên, trận chiến này của Tống Nhan có hiệu quả rõ rệt nhất, một số đại diện công ty của tòa nhà So, Hối đã đến chúc mừng họ về việc khai trương. Dù sao bọn họ cũng không phải đồng hành, khi nhìn mỹ nữ Tống Tổng Bắc Trần đối mặt với khiêu khích của 7 con rắn độc, quyết đoán đưa tay tiến vào trong hộp, xách từng con rắn trong hộp ra loại tràng diện chấn động linh hồn này, xác thực chinh phục bọn họ. Công ty dược phẩm Bắc Trần lập tức náo nhiệt lên. Trên dưới công ty, bất kể là nhân viên vừa mới được tuyển dụng, hoặc là từ tổng bộ Thiền Thành điều phối tới, nhiệt tình làm việc đều táng cao. Trong ván phòng, Hạ Bắc tạm thời đưa ra một quyết định, nhà hàng Sơ Hối bên cạnh, lại đặt thêm 20 bàn rượu và thức án. Bắc Trần ở Kinh Thành có hơn 100 nhân viên cũ, tôi vốn định phát cho mỗi người bọn họ một bao lì xì, nhưng mà, vừa rồi, khi Tiên Thảo Đường đến khiêu khích chúng ta, tinh thần bọn họ bày ra, đáng để chúng ta mời bọn họ cùng đến nhà hàng Sơ Hối cùng nhau ăn tối, uống một trận vui vẻ. Tất nhiên, phong bì vẫn sẽ được phát. Khi Hạ Bắc tuyên bố tin tức này, nhân viên của Bắc Trần càng thêm hưng phấn kích động. Khách sạn Sơ Hối là một khách sạn nám sao ở Kinh Thành, giá cả cũng rất đắt đỏ, rất nhiều người thậm chí chưa từng tiến vào nhà hàng Sơ Hối, đương nhiên có đắt đến đâu cũng chưa chắc là ăn không nổi một bữa cơm, mà là luyến tiếc. Hạ Tổng hào phóng, phúc lợi của Bắc Trần quả nhiên tốt ha. Với hai giám đốc điều hành trẻ, tôi cảm thấy một tương lai tươi sáng. Lúc này, một nhân viên Bắc Trần cũng đứng giữa một đống nhân viên mới, kỳ thật, Bắc Trần còn có một vị tổng giám đốc, nếu mọi người biết việc anh ấy làm, mọi người còn ngạc nhiên hơn. Còn một vị tổng giám đốc, tại sao không thấy, tôi thật sự không biết ha. Nhiều nhân viên mới tò mò, anh chính là người đàn ông sau lưng Tống Tổng chúng ta, tên là Sở Trần. Nhân viên cũ nói, nhân viên mới kêu rên, Tống Tổng lại là hoa có chủ. Nhân viên lão thành tiếp tục nói, Sở Trần ở Thiền Thành, một vùng Dương Thành, ảnh hưởng của anh ấy rất lớn, đã từng làm không ít chuyện khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Nhân viên mới đau lòng, Tống Tổng sao tuổi còn trẻ đã lập gia đình rồi. Nhân viên cũ, mọi người đều đang chám chú cái gì? Bầu không khí của dược phẩm Bắc Trần càng thêm ấm áp, hài hòa. Trong phòng làm việc, Tống Nhan không ngừng nhìn điện thoại. Cô đang chờ tin máy bay Sở Trần hạ cánh. Nếu như không phải hôm nay ngày đặc biệt, cô đã sớm nhịn không được muốn ra sân bay đón Sở Trần. Tính toán thời gian, anh Trần hẳn là cũng sắp tới. Hạ Bắc cũng chờ mong, rượu ngon, đồ ăn ngon, đều đã chuẩn bị xong. Chỉ chờ cùng anh Trần, không say không nghi, uống thỏa thích. Một nhà vui mừng một nhà buồn. So với cảnh náo nhiệt bên dược phẩm Bắc Trần, bên kia, tổng bộ Tiên Thảo Đường, trong phòng làm việc mang theo phong cách trang trí cổ điển. Một thanh niên ăn mặc thời thượng lạnh lùng, một lão nhân áo xám cổ trang, một người trung niên mặc Âu phục đeo kính, còn có hai người phụ nữ tư thái diễm lệ, một trái một phải ngồi bên cạnh thanh niên lạnh lùng. Thanh niên lạnh lùng chính là Ván Phạm Tinh, một trong những người sáng lập câu lạc bộ siêu xe Kinh Thành. Người trung niên trong Âu phục họ Bạch tên Diệu Huy, tổng giám đốc Tiên Thảo Đường. Lão nhân cổ trang áo bào xám là khách của Tiên Thảo Đường, Bạch Tiêu Vân, ông ta là trưởng bối gia tộc của Bạch Diệu Huy, người trong giới võ giả, địa vị của ông ta ở Tiên Thảo Đường, không thua gì vị lão tổng Bạch Diệu Huy này. Không phải người trong giới cũng không biết chính là, sau lưng Tiên Thảo Đường danh chấn Kinh Thành, chính là Vàn Gia Kinh Thành đang làm chỗ dựa. Từ một mức độ nhất định mà nói, Tiên Thảo Đường thuộc về sản nghiệp của Ván Gia, Bạch Diệu Huy cũng là người làm việc cho Ván Gia. Thiếu gia, chuyện này, ngài thấy sao? Bạch Diệu Huy hỏi. Người phụ nữ diễm lệ bên cạnh bóc một quả nho cho Ván Phạm Tinh, chỉ là, quả nho này mang theo một chút vị chua, Ván Phạm Tinh vừa mới cắn một miếng, lông mày liền nhíu lại, không thể tưởng được ngay cả rắn độc của Bàng Quang cũng không đối phó được dược phẩm Bắc Trần này, bọn họ đây là muốn chơi một trận mãnh long qua sông A. Ván Phạm Tinh hừ lạnh, Kinh Thành từ khi nào trở thành nơi tùy tiện có thể diễn giải mãnh long qua sông. Hắn nghĩ tới chuyện lần trước câu lạc bộ siêu xe gặp khó khăn. Hại hắn lần đầu tiên trong đời ở đồn cảnh sát qua đêm, còn mang theo toàn bộ câu lạc bộ siêu xe cũng bị đả kích. Khẩu khí kia, Ván Phạm Tinh cho đến bây giờ cũng đều chưa có chút hết. Lúc ấy anh trai Ván Nhật Thịnh tuy rằng muốn cổ vũ cho hắn, nhưng kết quả trận Hương Sơn, ngược lại thành toàn Sở Trần, khiến thanh danh của anh càng thêm vang dội. Lão tử không có cách nào nắm Sở Trần, còn không đối phó được với một dược phẩm Bắc Trần. Ván Phạm Tinh đột nhiên phát hiện, công ty dược phẩm này cũng mang theo một chữ Trần, xem ra mình và chữ Trần bát tự tương trùng.
có cần kiểm tra chi tiết của dược phẩm Bắc Trần này hay không? Bạch Diệu Huy trầm giọng nói, bọn họ chủ yếu là một loại thuốc làm đẹp da, gọi là tống nhan cao, lại dám xông thẳng như vậy, tiến vào kinh thành, từ bây giờ xem ra, bọn họ nhất định có phấn khích. Văn Phạm Tinh gật đầu, hôm nay để Bàng Quang đi thám dò, vốn là muốn biết Bắc Trần ở kinh thành đến tột cùng là ai làm chỗ dựa. Văn Phạm Tinh suy nghĩ, là lực lượng của Bắc Trần ở sau lưng kinh thành, nhưng vẫn không suy nghĩ, thực lực bản thân Bắc Trần. Theo hắn thấy, hai vị lão tổng Bắc Trần, trong đó có một vị đại diện cho Tống gia Thiền Thành, một hạ gia Dương Thành, đều không đủ để tạo thành uy hiếp đối với hắn. Có thể đưa tay ra vào hộp, lấy con rắn ra, hơn nữa, rắn còn sợ cô ta. Lão giả mặc cổ trang Bạch Tiêu Vân chậm rãi mở miệng, người phụ nữ này có kỳ lì, có lẽ, tự tin của Bắc Trần, chính là ở trên người phụ nữ này. Vân bá, sau lưng Tống Nhan, có thể có bóng dáng của môn phái võ giả nào đó ở kinh thành hay không? Bạch Diệu Huy suy đoán, tối nay họ sẽ tổ chức tiệc ở nhà hàng Sơ Hối. Văn Phạm Tinh từ từ nói, mọi người phụ trách điều tra, tối nay, tôi đi gặp Tam tiểu thư Tống gia này. Khóe miệng Văn Phạm Tinh nhếch lên một nụ cười đùa giỡn, nghe nói, là một mỹ nhân tuyệt sắc. Ánh mắt Bạch Tiêu Vân đảo qua hai người phụ nữ, trẻ trung xinh đẹp bên cạnh Văn Phạm Tinh, mở miệng dặn dò, hai người các ngươi nhất định phải nhớ kỹ vệ chu toàn cho nhị thiếu gia. Hai người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp đồng thời gật đầu, vâng, sư phụ. Khuôn mặt Ván Phạm Tinh hiện lên ý cười, nội tâm cũng an tâm không ít. Từ sau khi thua dưới tay Sở Trần, Văn Phạm Tinh cảm giác không có cảm giác an toàn gì, mãi đến khi Bạch Tiêu Vân sắp xếp bên cạnh hắn hai gã vệ sĩ trẻ đẹp, Văn Phạm Tinh đã biết qua thực lực của các cô, quả thật rất cường đại. Nhất là trong khoảng thời gian gần đây, Ván Phạm Tinh biết được, các cô đạt được kỳ ngộ võ giả, thực lực đột nhiên táng mạnh. Nếu như có thể, Ván Phạm Tinh ngược lại muốn đụng phải Sở Trần một lần nữa, báo thù. Đáng tiếc, tên Sở Trần kia, ở kinh thành khuấy động phong vân, lại biến mất. Văn Phạm Tinh từng muốn trực tiếp thông qua một đường phía chính phủ nào đó, điều tra tư liệu về Sở Trần, nhưng cuối cùng phát hiện, cho dù là cha hắn là Vàn Dương, ở cấp độ phía chính phủ, cũng không tra được bất cứ tin tức nào về Sở Trần. Điều này khiến Ván Phạm Tinh ý thức được, Sở Trần quả thật có bối cảnh nhất định. Nhưng Văn gia cũng không phải đèn đã cạn dầu. Văn Phạm Tinh vỗ đầu mình một cái. Đối thủ trước mắt là dược phẩm Bắc Trần, vì sao mình luôn nghĩ đến Sở Trần đáng ghét kia? Cứ như vậy làm đi. Văn Phạm Tinh đứng lên, dược phẩm Bắc Trần không phải là phát thư mời rộng rãi sao? Câu lạc bộ siêu xe trong khoảng thời gian này khiêm tốn rất lâu, đã đến lúc đi lại, tối nay trước cửa nhà hàng Sơ Hối, sẽ là thiên đường của siêu xe. Văn Phạm Tinh nhếch khóe miệng, câu lạc bộ siêu xe cũng đã đến lúc thoát khỏi cái bóng của sự kiện Sở Trần. Cửa phòng làm việc có tiếng gõ. Có người bước vào, mang theo video về vụ Tống Nhan bắt rắn vừa xảy ra tại dược phẩm Bắc Trần. Phòng làm việc có máy chiếu, hình ảnh rất nhanh được mở ra. Ánh mắt Văn Phạm Tinh phát sáng, thầm nuốt nước miếng, vị mỹ nữ Tống Tổng Bắc Trần này, quả thật là tuyệt sắc a. Bạch Tiêu Vân cũng đang nhìn chằm chằm Tống Nhan. Chỉ có điều, điểm hai người quan sát không giống nhau. Khi Tống Nhan lấy ra con rắn hổ mang chúa đầu tiên, Ván Phạm Tinh và Bạch Diệu Huy đều đồng thời kinh hô, không thể tin được. Tống Nhan này là một võ giả. Tầm mắt Bạch Tiêu Vân nhẹ nhàng nheo lại, ánh mắt như ngọn đuốc, hắn có loại cảm giác, mình đã vào hạn tiếp cận chân tướng. Quả nhiên, khi Tống Nhan đi về phía cái hộp thứ tư, Bạch Tiêu Vân đột nhiên hô một tiếng, dừng lại. Màn hình đã nhấn tạm dừng, ánh mắt Bạch Tiêu Vân nhìn chằm chằm, lui về phía sau một chút. Có người kiểm soát tiến độ của màn hình. Cuối cùng, Bạch Tiêu Vân yêu cầu phóng to một ống kính, nhìn thấy một vật thể hình túi hương treo ở một bên hông Tống Nhan, có quần áo che chắn, cũng không dễ thấy, chỉ là Tống Nhan lúc đi lại, lơ đãng kéo kéo một chút, khiến cho Bạch Tiêu Vân chú ý. Ha ha ha, Bạch Tiêu Vân trong lúc bất chợt nở nụ cười lớn, thì ra là thủ đoạn nhỏ như vậy a. Bạch Diệu Huy lúc này mừng rỡ, vội vàng hỏi, Vân bá nhìn ra cái gì? Nếu như ta không có nhìn lầm, cái túi hương này bên trong chứa đựng, là một loại bùa của kỷ môn, gọi là bùa trừ tà. Bạch Tiêu Vân nói, người trong kỷ môn chế tạo túi hương có thủ pháp độc đáo, rất dễ dàng nhận ra, mà tác dụng của bùa trừ tà, chính là xua đuổi chất độc, thời điểm rắn độc cảm nhận được bùa trừ tà, sẽ có loại sợ hãi như gặp khắc tinh. Ánh mắt Văn Phạm Tinh sáng lên, Tống Nhan là bởi vì túi hương này, mới không sợ rắn độc. Bạch Tiêu Vân tự tin gật đầu, không sai. Kỳ thật, bùa trừ tà đối với người trong kỳ môn mà nói, cũng là phổ biến.
khi hình ảnh quỷ dị không thể lý giải tìm ra chân tướng, liền có vẻ không đáng sợ. Bạch Diệu Huy cũng thở phào nhẹ nhõm, giữa hai hàng lông mày thoải mái hơn rất nhiều, thậm chí còn treo lên một tia ý cười, đây chính là thu hoạch không nhỏ. Thứ nhất, chúng ta xác định, Tống Nhan cũng không đáng sợ, cô ta chẳng qua chỉ dựa vào một tấm bùa mà thôi. Thứ hai, chúng ta có thể xác định, Tống Nhan, thậm chí sau lưng Bắc Trần, có kỳ môn tương trợ. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Mà lúc này, Ván Phạm Tinh giật mình, kỳ môn, hắn theo bản năng nghĩ về một người. Văn Phạm Tinh nghe anh trai Văn Nhật Thịnh nói qua, Sở Trần tên kia, chính là đến từ kỳ môn. Không phải là, trùng hợp như vậy. Khuôn mặt Ván Phạm Tinh theo bản năng biến ảo một chút. Tuy rằng hắn vừa rồi nghĩ thầm nếu như có thể lại đụng phải Sở Trần một lần thì tốt biết bao, thế nhưng, hắn cũng sợ hãi, lại đụng một lần nữa, sẽ lại bị nghiền ép một lần nữa. Nhị thiếu gia, khí sắc của cậu tựa hồ không tốt lắm. Bạch Diệu Huy nghi hoặc, tin tức vừa rồi không phải rất tốt sao? Có tin mới, lúc này, người phụ trách điều tra tin tức về Tống Nhan đi vào, chúng tôi điều tra được. Chồng của Tống Nhan cũng là một võ giả, hắn là con rể ở rể Tống gia, tên là Sở Trần. Văn Phạm Tinh trong tay vừa mới cầm chén trà, trực tiếp run lên liền rơi trên mặt đất. Hắn không tin biết người biết ta trăm trận trăm thắng, giờ phút này Ván Phạm Tinh nghĩ chính là, biết người biết ta, mới có thể càng ngày càng sợ. Ánh mắt mấy người đều nhìn về phía Văn Phạm Tinh, Bạch Diệu Huy thần sắc mang theo nghi hoặc, nhị thiếu gia, cậu biết Sở Trần. Không đúng, tôi thế nào cũng cảm giác cái tên Sở Trần này có chút quen thuộc. Đoạn thời gian trước, đế cho toàn bộ câu lạc bộ siêu xe nhận thua, cuối cùng, còn ở Hương Sơn đánh bại Bắc Đầu Thất Tinh trận do tiền bối Bạch Khâm chỉ dẫn đầu. Vân Phạm Tinh chậm rãi mở miệng, ngũ, khí theo bản năng run rẩy, hiển nhiên, bóng ma Sở Trần lưu lại trong lòng hắn là rất lớn, hắn còn cùng Sở Tiếu Ngư có quan hệ thân thiết. Hỏa ra là hắn, Bạch Diệu Huy cũng từng nghe qua, đương nhiên. Lúc nghe cũng thuần túy coi như nghe chuyện phiếm, dù sao, câu lạc bộ siêu xe tuy rằng được xưng là phú nhị đại kinh thành tập hợp, nhưng từ nghiêm khắc mà nói, thế hệ trẻ tuổi ở kinh thành, thành viên câu lạc bộ siêu xe, chỉ là nhân vật số 2, thứ 3 trong gia tộc, do những người này tạo thành một vòng tròn, ở kinh thành, chưa nói đến đỉnh cấp. Đương nhiên, bọn họ tuổi trẻ khí thịnh, cũng rất ít người dám trêu chọc. Đoạn thời gian trước, đã có một con mãnh long qua sông, nghiền ép câu lạc bộ siêu xe. Dẫn đến chấn động không nhỏ, nhưng sau đó người nọ rời khỏi kinh thành, sự tình rất nhanh cũng bình ổn lại. Hắn là đệ tử cửu huyền môn, Bạch Diệu Huy cũng nhớ tới, nhìn Bạch Tiêu Vân, Bạch Khâm chỉ phái Bắc Đầu từng bị Sở Trần đánh bại ở Hương Sơn, cũng là hậu bối của Bạch Tiêu Vân. Tầm mắt Bạch Tiêu Vân híp lại, cửu huyền môn hiện tại, đã không đáng sợ a. Khuôn mặt Bạch Tiêu Vân mỉm cười, đoạn thời gian trước, hắn nghe được tin tức. Cường giả khí tức cảnh bốn đại tông phái cửu huyền môn cùng Đạt Ma Sơn đều ở mất tích ở vùng biển. Cửu huyền môn bây giờ, chính là hồ không có ràng. Không đủ để sợ hãi. Nhất là, trước mắt một thời gian linh khí kinh thành đột nhiên táng vọt, Bạch Tiêu Vân lập tức tìm một nơi có thể so với động tiên bế quan tu luyện. Hơn nữa còn phát hiện ở nơi đó cường giả thời đại cổ võ giả lưu lại đại cơ duyên, một hơi đột phá tới võ đạo tông sư đình phong. Khoảng cách khí tức cảnh, chỉ có một bước xa. Hôm nay, là ngày đầu tiên Bạch Tiêu Vân phá quan mà ra. Bạch Tiêu Vân bất cứ thời khắc nào không ở áp chế lấy trong lòng mừng như điên, nếu không phải lúc trước Bách Hoa Cung xuất hiện thánh nữ khí tức cảnh, Bạch Tiêu Vân thậm chí có loại cảm giác mình thiên hạ vô địch, hắn hiện tại xếp thứ hai thiên hạ. Thế nhưng, Bạch Tiêu Vân tự tin, với cơ duyên hắn đạt được, muốn vượt qua vị Bách Hoa Cung kia, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Không cần kiêng kỵ người này. Bạch Tiêu Vân lên tiếng, bao gồm cửu huyền môn sau lưng hắn. Vừa dứt lời, Văn Phạm Tinh nhất thời kích động, vị lão tiền bối mặc cổ trang trước mắt này, vừa nhìn đã biết là phong thái của cường giả một phái. Văn Phạm Tinh tuy rằng không hiểu được cấp độ cảnh giới giới võ giả, nhưng có những lời này của Bạch Tiêu Vân, trong lòng hắn đối với số Trần sợ hãi, thoáng cái bớt không ít. Văn Phạm Tinh hít sâu một hơi, nói như vậy, vậy thì thù cũ hận mới, cùng nhau tính toán rõ ràng. Có điều, Sở Trần đã mất tích rất lâu rồi. Người tới trầm giọng mỏ, miệng, hôm nay Bắc Trần khai trương, cũng không thấy Sở Trần xuất hiện. Văn Phạm Tinh trầm mặt, nhíu mày nói, người có thể trực tiếp một lời nói xong hay không? Nếu Sở Trần không có ở đây, không gian hoạt động của bọn họ sẽ lớn hơn. Không có vũ lực uy hiếp của Sở Trần, bọn họ muốn đối phó Bắc Trần, dễ như trở bàn tay. Lần này, coi như Sở Trần may mắn,
chúng ta tính lây trước. Ván Phạm Tinh đứng lên, ta đi bố trí một chút, sắp xếp người của câu lạc bộ siêu xe, tối nay, đến yến tiệc của Tống Nhan. Hai cô gái xinh đẹp đi theo Ván Phạm Tinh ra khỏi phòng làm việc. Bạch Diệu Huy suy tư một hồi, trầm giọng nói, Vân Bá, có muốn tôi gọi điện thoại cho Khâm Trì, hiểu rõ một chút thực lực của Sở Trần kia không? Bạch Tiêu Vân cũng đứng lên, không cần thiết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 52.